Chuyện ma kinh dị với nhan đề đòi mạng tác giả Mây Hạ. Ủng hộ tác giả bằng cách ấn theo dõi trang của tác giả nhé. Còn bây giờ, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức chuyện nha. Nhanh lên chúng mày! Linh hét toáng lên với đám người phía sau, còn bản thân thì không ngừng chạy lên phía trước. Vùng rừng núi hiu quạnh nhưng bình yên đến lạ kỳ. Hiếm khi nào mà đám người của cô mới được trải nghiệm những cảm giác như vậy. Ở đằng sau Vi và Cường đang nắm tay nhìn nhau thắm thiết, khiến cho Hùng ở bên cạnh cũng phải ngán ngẩm che mắt mà trách. Đi đâu cũng ăn cơm chó của chúng mày. Đúng là vô lương tâm. Nghe những lời trách đó, đôi bạn trẻ chỉ biết cười ngượng. Cường lên tiếng. Thế mày cũng kiếm người yêu đi. Đến lúc đấy khỏi phải ăn cơm chó cơm mèo. Hùng lườm bạn một cái cháy mắt rồi khoác vai Minh ở bên cạnh dõng dạc tuyên bố. Tao với thằng Minh theo chủ nghĩa độc thân vui tính nhá. Mày cứ đợi xem rồi sẽ có một ngày mày nhận ra có người yêu như rước của nợ vào thân vậy. Đến lúc đấy đừng có than thở với tao. Đúng không Minh? Minh từ nãy giờ vẫn yên lặng. Nghe bạn hỏi thì cười buồn không trả lời mà lặng lặng bước đi. Ơ thằng này, hôm nay bị thế nào thế nhở? Thôi kệ, nói đoạn cậu cũng chạy lên theo, để lại cặp tình trẻ ở phía sau với không gian riêng của mình. Linh là người leo đến địa điểm cắm trại đầu tiên, cô vừa ngồi đợi đám bạn vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhìn đến đâu cũng chỉ toàn là cây cối, màu xanh mát mẻ cũng khiến cho lòng cô thư thả thêm phần nào. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có tiếng nói phát ra làm cho cô thoáng chút giật mình. Hôm nay trời đẹp nhỉ, mày chọn ngày chuẩn phết đấy. Cô đưa mắt nhìn, hóa ra đó là mình. Cô cười vẻ thỏa mãn. Chuyện, tao mà tìm chỗ thì chỉ có hoàn hảo mà thôi. Quả thật là như vậy. Lâu lắm rồi họ mới cảm thấy thoải mái như vậy. Đối với những sinh viên như họ thì ngoài áp lực học hành còn bị xô bồ bởi thời cuộc. Nhiều khi áp lực đặt trên vai khiến cho họ chỉ muốn ngủ thật dài để khỏi đối mặt với chúng. Chính vì thế, hiếm khi nào họ được thả mình vào thiên nhiên như vậy. Lúc này Cường cũng đã tới nơi, cậu thở hổn hển nhưng cũng góp vui mấy câu. Hồi trước đi học, nghe thầy cô giảng về cách sống hòa mình với thiên nhiên của mấy cố nhân mà thấy nản. Nghĩ rằng như thế thì chán chết, có gì mà vui. Bây giờ mới hiểu được lòng của họ. Linh nghe những câu triết lý của bạn mà ngạc nhiên hỏi lại. Hôm nay mày ăn gì mà nói năng nghe chuyên sâu thế? Mày không biết khi xưa tao giỏi nhất là chém gió à? Thi văn toàn 5 với 6 thôi. Nói đoạn cả ba người cùng bật cười với độ nhây của cậu. Một lúc sau thì Vi và Cường cũng đã đến nơi. Thấy cả đám vui vẻ thì thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Nói đi để tụi tao cười cùng với. Cứ thế lại một tràng cười nữa vang lên khắp cả núi rừng. Mặt trời bắt đầu lặn đằng sau núi. Ánh sáng càng yếu đi nhường chỗ cho bóng tối lan tràn. Đám người nhanh chóng dựng trại trên mảnh đất trống ở gần đó. Cường và Hùng được phân công đi kiếm củi để đốt lửa trại, còn những người còn lại chuẩn bị đồ để nấu nướng. Ánh lửa bập bùng làm sáng rực cả một góc rừng. Năm bóng người nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc. Bọn con gái chúng mày đi đâu cũng mang đồ ăn vặt theo. Khiếp thật đấy. Vi và Linh bĩu môi nghếch mặt lên vẻ giang hồ. Thế mày có ăn không? Hùng cười vội lao đến vơ lấy ba gói bim bim. Có chứ. Đoạn cậu ném cho hai thằng bạn mỗi đứa một gói rồi nhanh tay bóc vỏ bánh để thưởng thức. Sau bữa ăn nhẹ thì cả năm lao vào món chính. Vừa ăn vừa thổi cảm giác thật sảng khoái. Xong xuôi tất cả ngồi lại với nhau. Hùng đề nghị, hay mình chơi trò nói thật đi. Tao thấy trên mạng mọi người chơi vui lắm. Đồng loạt mọi người lên tiếng đồng ý. Hùng cầm chai nước suối đặt ở giữa rồi nhìn cả bọn một cách nham hiểm. Nhớ là nói thật đấy nhé, không được trốn tránh đâu. Ok, quay đi. 1, 2, 3. Dứt tiếng đếm thì Hùng xoay tít cái chai. Mọi người hồi hộp nhìn theo, cuối cùng nó dừng lại chỗ của Linh. Mọi người ồ lên một tiếng thích thú. Hùng nhanh nhảu hỏi luôn. Tao hỏi mày phải trả lời thật lòng đấy nhé. Ờ, khổ quá, nói nhiều, nói mãi. Tao biết chuyện này lâu rồi, nhưng phải hỏi lại cho chắc. Chuyện là mày, mày thích tao phải không? Linh trợn mắt nhìn thằng bạn dở hơi biết bơi của mình. Cô đấm bôm bốp vào người của Hùng, miệng không ngừng gào lên. Mày nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà tao thích mày? Hùng vừa cố tránh những cú đấm vừa trả lời. Mày không cần ngại. Tao biết hết rồi. Lúc này Linh đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt thằng bạn dõng dạc tuyên bố. Tao nói cho mà biết nhá, dù đàn ông trên thế giới có chết hết tao cũng không bao giờ thích mày. Thích mày tao làm chó.
Thôi thôi, tao hỏi trêu thế, không phải thì thôi làm gì mà căng. Vừa nói Hùng vừa bày ra bộ mặt đê tiện của mình. Linh cáu lắm, cô nhéo cho cậu thêm một cái rồi mới chịu ngồi xuống. Ba người còn lại chứng kiến tất cả chỉ biết bụm miệng mà cười. Vi còn trêu thêm, tao thấy chúng mày hợp nhau mà. Một đứa nhây nhây, một đứa thì dữ dằn. Nhanh mai có về chung một nhà, khi cãi nhau lại có trò hay để xem. Lại một tràng cười nữa vang lên, Linh đưa ánh mắt hình viên đạn phóng sang cô bạn thân gần lên từng tiếng. Lại còn được cả mày nữa, muốn chết hả? Minh lên tiếng phá vỡ không gian sặc mùi thuốc súng. Thằng Hùng quay tiếp đi, không lại có án mạng bây giờ. À, ừ, ok. Cái trai tiếp tục quay tiếp. Lần này người dính là Cường. Hùng lại hỏi, nói thật đi, mày trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cường không trả lời luôn mà nhìn Vi thắm thiết. Cậu nắm chặt tay bạn gái giơ lên cho cả đám nhìn. Tình đầu của tao đây. Hùng bĩu môi, chẳng ngờ lại thêm một bữa cơm chó. Còn Linh ôm lấy cổ họng ho lên mấy tiếng. Ớn, Vi và Cường không để ý đến thái độ của đám bạn, vẫn cứ nhìn nhau cười hạnh phúc mà không biết được rằng đang có một ánh mắt hằn học nhìn về phía hai người. Thôi đi ngủ đi. Muộn rồi, mai còn dậy sớm nữa. Minh lên tiếng thúc giục. Hùng ngạc nhiên, còn sớm mà mày, vội gì? Minh không đáp mà bước thẳng vào trong lều. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu sao hôm nay Minh lại có những biểu hiện lạ như vậy. Linh nhìn theo chặt lưỡi. Chắc nó sợ dính nó đấy mà. Thằng này nhìn thế mà nhiều bí mật lắm. Thôi chơi tiếp đi kệ nó. Minh vào trong lấy chăn chùm kín cả người. Nghe những tiếng cười nói vui vẻ của đám bạn ở bên ngoài mà trong lòng đâm ra tức tối. Cảm giác này không biết từ đâu mà ngày càng xuất hiện dày đặc. Đến cả bản thân cậu cũng không rõ. Tầm một tiếng sau thì đám bạn cũng giải tán. Linh và Vi một lều riêng, còn ba người còn lại ở chung với nhau. Bước vào trong, thấy Minh đã nằm im thin thít, hai người còn lại cũng lặng lặng nằm xuống bên cạnh. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tanh tách của ngọn lửa ngoài lều. Hùng mơ màng tỉnh giấc, một cảm giác bất an lan tràn trong suy nghĩ. Cậu toan mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ cứ díu hai mí mắt lại với nhau. Cậu chỉ mơ màng nhìn thấy bóng người bên ngoài lều, cùng với tiếng nói quen thuộc, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Vi không hiểu sao mà cả đêm không ngủ được. Cô cảm thấy có điều gì đó không may mắn đang xảy ra, nhưng không muốn làm phiền đám bạn đang ngủ, nên chỉ đành nằm đó nghĩ ngợi một mình. Khi những ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói xuất hiện, thì cô liền bật dậy chạy sang lều bên mà gọi. Anh Cường ơi, dậy thôi sáng rồi. Gọi một lúc thì mới có người đáp lại, nhưng đó không phải giọng của Cường, mà là chất giọng ngái ngủ của Hùng. Gọi gì mà gọi, còn sớm mà, để yên cho tụi tao ngủ. Thế anh Cường đâu mày gọi anh ấy dậy gặp tao có chút chuyện. Hùng khó chịu, anh khua tay sang bên cạnh giật giật chiếc chăn phàn nàn. Cường, bồ mày gọi kia. Nhưng lại chẳng hề thấy ai trả lời. Hùng khó nhọc mở mắt, nhìn sang bên thì chỉ thấy Minh đang ngủ say. Cậu bật dậy, ơ, thằng Cường đâu? Nghe động Minh cũng thức giấc, chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng của Hùng nói với Vi đầy khó hiểu. Thằng Cường đi đâu rồi, không có ở trong này. Ơ, sáng ngày tao dậy sớm nhất làm gì thấy anh Cường đâu. Mày tìm kỹ chưa? Tao đùa mày à? Lều bé xíu chẳng lẽ tao lại không thấy? Mày thử gọi xem. Có chuyện gì vậy? Bấy giờ Minh mới lên tiếng. Hùng nhìn bạn vừa ngáp vừa đáp. Thằng Cường không biết đi đâu từ sáng, con Vi đang tìm. Mặt Minh không chút biểu hiện, chỉ lặng lặng nhìn Vi đang sốt ruột, gọi điện cho Cường. Một lúc sau cô lo lắng quay sang đám bạn. Thuê bao mày à? Sao tự nhiên tao lo quá? Chắc máy nó hết pin. Đợi thêm một lúc nữa xem sao. Vi ngồi xuống, tiếng ồn cũng đã đánh thức Linh dậy. Cả bốn cùng chờ đợi trong lo lắng. Nhưng 30 phút sau, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Vi đứng dậy, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Trực giác của cô cho thấy Cường đã gặp chuyện không lành. Mặc dù không muốn, nhưng hàng loạt những ý nghĩ bi quan cứ thế mà ập đến trong trí óc của cô. Vi chạy vụt đi, giọng cô run rẩy gọi tên của người yêu. Cường, anh ở đâu? Những người còn lại thấy vậy thì cũng chạy theo sau. Cứ thế cả khu rừng chỉ toàn là tiếng gọi. Hùng leo trên những con dốc dẫn thẳng lên đỉnh núi, nhưng không hiểu sao cậu lại rẽ sang một lối mòn khác. Cậu cứ thế mà đi như có người dẫn đường chỉ lối. Đây là... Hùng nghi hoặc nheo mắt nhìn cho rõ vật đang nằm trên mặt đất. Nhận ra điều gì đó anh liền thốt lên. Là điện thoại của thằng Cường mà. Sao nó lại rơi ở đây? Cậu bám vào những cái cây ở bên cạnh để trượt xuống chỗ điện thoại đang nằm.
Nó không lên nguồn, thảo nào mà Vi gọi lại thuê bao. Trước mặt cậu là một sườn dốc khá cao, nhìn có vẻ rất hiểm trở. Nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định leo xuống dưới, mặc dù vô cùng nguy hiểm. Leo được một đoạn, thì cậu dừng lại. Hình như phía dưới có vật thể gì đó khá giống người. Đám của Vi đang tìm kiếm gần đó thì nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Hùng. Cả bọn vội vàng chạy đến, ai nấy cũng sững sờ vì khung cảnh trước mặt. Cường. Cổ họng Vi nghẹn ứ lại chỉ thốt ra được một chữ Cường. Cô lao nhanh xuống chỗ xác Cường đang nằm, ôm chặt lấy cậu mà khóc nấc lên. Vi đưa tay lên trước mũi của người yêu, mong một chút hy vọng của sự sống, nhưng không, chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo. Từ đầu của cậu, máu đã khô lại từ bao giờ, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy nó đã chảy rất nhiều. Minh hét lên, sao lại như vậy? Cường, sao mày lại bỏ chúng tao mà đi? Khắp rừng núi vang lên những lời trách móc và những tiếng khóc ỉ ôi thảm thiết. Ai nấy đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân thiết. Vốn dĩ là một cuộc đi chơi, nhưng chẳng ngờ lại là buổi đi chơi cuối cùng với Cường. Chỉ nghĩ thôi mà cũng đau lòng. Cảnh sát nhanh chóng tiến đến hiện trường. Đám bạn vẫn không thể tin nổi những điều đã xảy ra, nhất là vì cô đau đớn gào khóc trước thi thể của bạn trai, lòng quặn thắt đau khổ đến lạ cả người. Cảnh sát nhanh chóng kết luận là Cường đã té ngã khi đi đâu đó, dẫn đến sự việc đau lòng này xảy ra. Thi thể của cậu được đưa về nhà, nơi có người mẹ già đang chờ đợi. Ôi con ơi là con! Sao con lại bỏ mẹ mà đi hả con? Bà ôm chầm lấy thi thể của con, mặc cho mọi người can ngăn hết sức. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh? Người mẹ góa phụ ở vậy tần tảo nuôi con suốt 20 năm trời và chỉ nhận lại cái xác không hồn lạnh lẽo. Vi tiến lại, cô nắm chặt tay bà mà nước mắt giàn giụa. Cháu xin lỗi là do cháu. Không để cho Vi nói hết câu thì bà đã tát một cái đau điếng vào mặt của cô trước sự kinh ngạc của mọi người. Bà gào lên, chính tại cô. Ngay từ đầu tôi đã bảo nó không nên yêu cô rồi mà nó nào có nghe. Chính cô là người đã rủ nó đi. Chính cô là kẻ giết nó. Bà vừa nói, vừa đay nghiến chỉ vào mặt cô. Toàn lao lại để tát thêm mấy phát cho hà dạ thì đã bị mọi người can ngăn. Minh tiến lên bênh vực cho Vi. Thưa bác, cháu biết bác đau buồn vì sự ra đi của Cường. Bọn cháu cũng như vậy. Nhưng bác không thể đổ lỗi cho Vi được. Cảnh sát đã kết luận là Cường tự ngã chứ không có tác động từ bên ngoài. Mẹ Cường ác khẩu vì quả thật là như vậy. Nhưng lúc này, bà chỉ muốn có một người trút giận mà thôi, chứ cần gì quan tâm đúng sai. Và lại từ trước đến giờ, bà cũng không thích Vi, chẳng hiểu sao mà con trai bà cứ đâm đầu vào mà thôi. Vi khóc nấc lên, cô chạy vụt đi, Minh cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Vi ra đến cổng thì ngồi thụp xuống đất, bó gối mà khóc dấm dứt. Minh chạm nhẹ vào vai bạn an ủi. Bác ý giận quá nên mới nói vậy thôi. Vi đừng có để ý nhé. Vi không đáp, cô vẫn cứ khóc, bởi chính bản thân cô cũng nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến cho Cường phải bỏ mạng. Nếu cô không nhất quyết đòi cậu đi cùng thì cũng chẳng xảy ra nông nỗi này. Minh chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn cô bạn của mình đau khổ. Ở bên trong, Linh và Hùng giúp đỡ những việc lặt vặt. Lúc đi qua chiếc quan tài của Cường, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi. Đám tang của Cường nhanh chóng được diễn ra với sự tiễn đưa của bạn bè người thân, chòm xóm. Ai nấy đều tiếc thương cho cậu thanh niên tốt bụng, hoạt bát nhưng lại vắn số. Họ nhớ đến nụ cười của cậu thanh niên trẻ, tràn đầy sức sống, nhưng giờ đây chỉ còn thấy trên tấm di ảnh vô hồn. Họ lại càng thương cho người mẹ già từ nay phải đơn côi một mình trong gian nhà lạnh lẽo. Vi đi theo sau đoàn người mà phải bám vào người của Linh. Mặc cho mẹ Cường có đuổi đánh như thế nào thì cô nhất định phải tiễn Cường một đoạn cuối. Coi đó là một lời xin lỗi chân thành từ cô dành cho người bạn trai yêu mệnh. Sau ngày hôm đó, đám người của Vi vẫn luôn tự trách bản thân về cái chết của Cường. Nhất là Vi, đó là cú sốc lớn nhất mà cô từng trải qua. Mỗi ngày của cô đều trôi qua một cách nặng nề và ngập tràn trong nước mắt. Cũng từ ngày hôm đó, Minh thường xuyên đến nhà cô hơn để an ủi bạn. Có lẽ vì thế mà nỗi đau cô phải chịu cũng vơi đi phần nào. Cường, Vi vùng dậy, nước mắt giàn giụa. Trước mặt cô là Cường, anh đang đứng nhìn cô một cách trăn trối. Vi xót lắm, Cường lúc này trông vô cùng hốc hác, làn da xanh xao cùng đôi môi thâm sỉ. Từ trên đỉnh đầu vẫn có những dòng máu chảy xuống khuôn mặt, trông vô cùng kinh dị. Anh về với em phải không Cường?
Sao anh không nói gì vậy? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Vi vừa nói vừa toan chạy đến muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng toàn thân như đeo đá không sao nhúc nhích được. Vi đành bất lực ngồi đó, ngước ánh mắt u buồn nhìn theo bóng hình của Cường ngày một rời xa. Cô đưa tay với theo nhưng chẳng thể nào chạm tới. Một tiếng nói âm u vang lên. Anh lạnh lắm Vi ơi, anh chết oan. Vi gào lên rồi chợt tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên mặt, dựa người vào bức tường đằng sau suy nghĩ. Sao anh Cường lại nói như vậy? Có khi nào? Đang miên man suy nghĩ thì có chuông báo tin nhắn đến. Cô cầm chiếc điện thoại lên, trên đó hiện ra dòng tin nhắn của Minh. Mày ngủ chưa vậy? Vi vội lau nốt những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt. Cô nhắn lại. Tao chưa? Mày có chuyện gì không? À, tao sợ mày vẫn buồn về chuyện của thằng Cường mà không ngủ nên mới nhắn hỏi thăm thôi. Cảm ơn mày, Vi nhanh chóng nhắn lại. Nhìn thấy tên Cường, cô lại nhớ lại những lời anh nói trong giấc mơ. Không biết có nên kể cho Minh biết hay không, nhưng nếu cứ giữ trong lòng thì cô không sao chịu nổi. Minh này, mày có tin vào ma quỷ hay không? Tao không biết, nhưng sao mày lại hỏi vậy? Minh nhắn lại một cách nhanh chóng. Vi nghĩ ngợi một lát cũng quyết định kể lại. Tao mới mơ thấy Cường. Anh ấy bảo chết oan. Tao sợ lắm có khi nào anh ý bị ai giết không mày? Tin nhắn được gửi đi, từng giây từng phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Minh nhắn lại. Vi chán nản đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh thì lại có tin nhắn đến. Chắc do mày nghĩ ngợi nhiều nên mới mơ thấy vậy thôi. Cái chết của Cường đã được kết luận rõ ràng rồi. Đừng có suy diễn linh tinh mà tổn hại sức khỏe. Mày ngủ đi, có gì ngày mai tao đón sang nhà con Linh chơi cho khuây khỏa. Ừ, ok. Vi nhắn lại, quả thực đã hơn một tháng nay cô luôn ru rú ở trong nhà mà không liên lạc với đám bạn ngoại trừ Minh. Người chết dẫu sao cũng đã chết. Hơn ai hết cô hiểu rằng nếu bản thân cứ chìm trong đau khổ thì vong linh của Cường cũng không lấy làm gì vui vẻ. Cứ thế, cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, ngắm nhìn bức ảnh mà cô chụp chung với Cường khoảng 2 tháng trước. Cả hai nhìn vào máy ảnh mà cười lên rạng rỡ. Bất thần khóe mắt của Vi cay cay, nước mắt lại chảy dọc xuống, lăn trên gò má. Ngắm nhìn một lúc, cô cũng dần dần nhắm mắt để đón chào một giấc ngủ mới. Vẫn như mọi ngày, 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Vi vươn vai chào đón một ngày mới sau một giấc ngủ mệt mỏi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo Vi à, mày xong chưa? Tao đang ở trước cổng nhà mày nè. Đợi tao tí nhé. Vi bước xuống nhà, bố mẹ cô tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô con gái rượu hôm nay lại chịu ra khỏi nhà. Con đi đâu vậy? Bà Mai, mẹ của Vi lên tiếng. Con đi sang nhà cái Linh chơi. Chắc trưa nay không có về đâu ạ. Bố mẹ của Vi cũng biết sự ra đi của Cường đã khiến cho con gái của họ đau khổ như thế nào. Nhiều lần khuyên răn con mà Vi nào có chịu nghe. Nay lại thấy con gái chủ động đi chơi thì vui mừng ra mặt. Ông Thanh nhìn ra ngoài cổng rồi tặc lưỡi. Thảo nào bố thấy thằng Minh, nó cứ đứng đợi ở ngoài. Bảo vô chơi thì nó bảo đợi con. Dạ vâng, thế thôi con đi đây ạ. Vi bước ra ngoài. Mặc dù là con nhà khá giả, nhưng phong cách ăn mặc của Vi rất đơn giản, không cầu kỳ sang trọng như mấy cô tiểu thư khác. Người ngoài nhìn vào, chắc không thể nào ngờ cô lại là con của một cặp bác sĩ có tiếng trong thành phố. Vi chưa ra đến cổng thì đã nghe thấy tiếng nói của Minh vọng vào. Nhanh lên mày, bọn kia đang giục. Vi vội vàng khóa lại cổng vừa ngoảnh mặt lại đã không khỏi ngạc nhiên. Sao nay mày lại đi ô tô cơ à? Trời lớn thế. Ừ thì cũng phải sang một lần chứ. Để ô tô ở nhà cũng có làm gì đâu. Với cả bố tao thấy tao đi xe máy suốt cũng chẳng ưng. Vi giơ ngón tay cái của mình lên, gật gù ra hiệu tán thưởng. Quả thực trong nhóm thì nhà Minh là giàu nhất. Bố là chủ tịch một công ty lớn, còn mẹ cũng là con gái yêu của chủ nhân hàng loạt bất động sản. Phải nói là gia thế của Minh nói ra cũng khiến người khác phải nể mấy phần. Nhưng khác với mấy công tử bột khác, Minh không đua đòi ăn chơi mà chăm chỉ học hành và có đầu óc kinh doanh giống bố Y Đúc. Nhờ có cậu mà công ty cũng đã giành được mấy hợp đồng ngon nghẻ nên Minh được bố vô cùng trọng dụng. Đối với bạn bè, Minh chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn mà luôn khiêm tốn. Vì thế mấy lần đi chơi, cậu chỉ diện mấy con xe máy, chứ chẳng bao giờ lái ô tô, mặc dù trong nhà chắc cũng phải đến chục con là ít. Đến rồi, xuống xe đi. Vi bước xuống. Trước mặt cô là Linh và Hùng. Hai người thấy cô thì ôm chầm lấy. Linh trách.
Mày làm gì mà chúng tao gọi mà không nghe? Đến nhà thì lúc nào cũng bảo mệt. Ấy vậy mà thằng Minh lại gặp được. Hay là như đoán được những điều Linh sắp nói, Vi vội chặn lại. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Thôi vào đi. Vào trong nhà thì Vi khá ngạc nhiên vì đống đồ ăn vặt được bày la liệt trên mặt bàn. Linh cười nháy mắt với cô. Toàn món mày thích thôi đấy. Vi không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Chẳng thể ngờ cô lại có những người bạn hết mực quan tâm đến mình như thế. Giữa bao nhiêu lừa lọc, dối trá, muốn tìm ra những người bạn như vậy quả là còn khó hơn lên trời. Tất thảy bốn người ai nấy đều cảm thấy vui vẻ khi lâu lắm mới có một dịp đông đủ như vậy. Nhưng tất nhiên trong lòng ai cũng không khỏi nhớ đến hình bóng của Cường. Mặc dù vậy, ai cũng không biểu lộ ra khuôn mặt để khỏi làm mất không khí. Cứ thế, họ bày ra đủ thứ trò, lúc thì chơi bài, lúc lại xem phim. Tất thảy đều gói gọn trong không gian nhỏ bé của ngôi nhà, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Vi nói với bố mẹ là chưa không về, nhưng với tình hình này thì chắc tối cũng chẳng về được. Cô gọi cho bố mẹ thông báo tình hình rồi quay lại cuộc vui cùng đám bạn. Hùng cầm lấy lon bia tu ở ngực, cậu phóng mắt ra bên ngoài rồi bất giác kêu lên. Ê, chúng mày, có ai ở ngoài cổng phải không? Đâu? Cả đám liền nhao nhao lên nhìn ra cổng, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy chiếc xe máy đang phóng vụt qua. Linh véo vào tai Hùng gắt gỏng. Làm gì có ai? Mày say bia à? Ơ hay, nó vẫn đứng ở kia kìa. Đó đó, chúng mày không thấy sao? Cả ba lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Vi cười, gớm nữa, mới có uống hai lon mà say như vậy rồi. Đúng là quá kém. Nói đoạn hai cô gái quay người bỏ đi, mặc cho Hùng vẫn không hiểu chuyện gì. Không ai để ý rằng mặt của Minh đã tái mét từ bao giờ. Thấy Minh vẫn đứng chân chân ở đó, thì Hùng lại lên tiếng. Mày có thấy nó hay không? Rõ ràng là tao không nhìn nhầm đâu. Minh nghe bạn hỏi thì mới giật mình bừng tỉnh. Cậu gượng cười rồi vội làng sang chuyện khác. Không có ai cả. Thôi khuya rồi vào trong nghỉ đi. Đoạn Minh cũng bỏ đi để lại Hùng vẫn ngơ như nai ở ngoài phòng khách. Cậu dụi mắt thêm mấy lần rồi nhìn ra cổng thì lạ thay lúc này lại chẳng thấy ai ở đó. Lạ nhỉ? Mà sao bóng hình đó thấy quen quen? Hùng ôm lấy mối nghi hoặc rồi ngủ luôn trên sofa mà không thèm vào phòng. Thoáng chốc cả ngôi nhà lại chìm trong yên lặng. Điện đèn vẫn bật sáng trưng, nhưng đột nhiên lại chớp tắt liên tục rồi tịt hẳn. Một luồng gió không biết từ đâu lọt vào, khiến cho Minh đang nằm ngủ, cũng phải co người vì lạnh. Cậu cuốn chặt chiếc chăn bông, nhưng toàn thân vẫn run lên cầm cập. Minh ơi! Minh! Một tiếng gọi âm u như từ chốn địa ngục vọng lên, khiến cho Minh mở choàng mắt. Tiếng gọi kia sao lại quen thuộc đến vậy? Nghĩ ngợi một lúc, cậu dùng mình nhận ra đó chính là tiếng của Cường. Sao? Sao lại như vậy? Chắc do mình nghe lầm thôi. Minh run rẩy tự trấn an bản thân. Cậu toan tiếp tục giấc ngủ thì lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Minh hỏi vọng ra. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 3 giờ, khuya khoắt như vậy, ai lại gõ cửa phòng của cậu giờ này? Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa kéo dài như vô tận. Minh gọi thêm lần nữa nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng gõ khô khốc. Nghĩ rằng ai đó trong đám bạn giở trò trêu nhây, cậu lầu bầu. Bọn điên này, hết chuyện để làm à? Miệng thì nói như thế, nhưng cậu vẫn tiến lại, với tay bật công tắc điện nhưng không thấy dấu hiệu gì. Mất điện à? Cậu chán nản với tay mở cửa, lạ thay chẳng hề có ai ở nơi đó. Ơ hay, mới đây mà chạy đi đâu rồi, bọn giặc này? Cậu đóng cửa lại, chẳng thèm để ý nữa. Sáng mai sẽ dậy mắng cho đứa nào bày trò một trận mới được. Minh toan leo lên giường, tiếp tục, đánh một giấc, thì giật mình khi một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu không chịu được nữa mà lên tiếng chửi thề. Con mẹ nó, đùa mình à? Thằng Hùng, mày chết với tao. Sở dĩ Minh nghĩ ngay đến Hùng vì cậu là người chơi nhây nhất nhóm. Sự việc này cũng chẳng phải chưa từng xảy ra, nên Minh đoán chắc người gõ cửa kia không ai khác ngoài Hùng. Minh giật phăng cánh cửa, gương mặt tức giận chuẩn bị xả hết cơn tức tối lên mặt thằng bạn thân thì thêm một lần nữa lại ngạc nhiên hết sức. Hành lang tối om và tuyệt nhiên chẳng có một bóng người. Làm sao mà có thể chạy nhanh được như vậy? Minh như cảm nhận được thứ gì đó, cậu vội vàng đóng cửa lại, thở từng hơi mệt mỏi. Minh dựa lưng vào cánh cửa, tim đập lên bồi hồi. Cậu giật bắn mình khi cảm nhận được những tiếng cốc cốc lại một lần nữa vang lên. Minh hốt hoảng giật lùi ra xa, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn vào cánh cửa. Chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong trí óc của cậu.
Minh bò tới cánh cửa, cậu nhìn chằm chằm vào khe cửa phía dưới. Minh nuốt nước bọt ưng ngực rồi đánh liều nhòm mắt nhìn thử. Chẳng có gì cả, chẳng hề có bóng người, cũng chẳng thấy chân ai đang đứng ở ngoài đó. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên như muốn tra tấn lỗ tai của cậu. Đột nhiên có âm thanh gì đó vang lên, một thứ tròn tròn không biết từ đâu rơi xuống đối diện với gương mặt tái mét của cậu. Minh hét lên đầy kinh hoàng khi nhận ra đó là mắt của con người. Con người trợn trừng, nổi đầy những tia máu, nhìn cậu đầy trăn trối. Minh! Minh! Tiếng gọi của Vi như lôi Minh ra khỏi giấc mơ đầy kinh dị. Cậu mở mắt, Vi đang sốt sắng ở ngay trước mặt. Làm gì mà hét toáng lên như vậy? Mơ thấy ác mộng hay gì mà lăn cả xuống đất thế? Nghe Vi nói, thì Minh mới chợt nhận ra bản thân đang nằm dưới đất và càng kinh hoàng hơn khi vị trí nằm lại y hệt trong giấc mơ. Minh hốt hoảng vùng dậy chạy vào trong nhà vệ sinh, vớt nước xối xả lên mặt. Cậu nhìn vào gương, tự trấn an bản thân. Không có gì cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đừng sợ hãi. Ánh mắt của Minh dần đanh lại, từ trong đó phát ra một tia hung ác. Mày đi đâu vậy? Linh hỏi khi thấy Minh định dọn đồ đi về, những người khác cũng tò mò không kém. Bố tao gọi về có việc. Có gì chúng mày chở Vi về giúp tao nhé. Ừ, ok. Không biết Minh đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu thì ai cũng nghĩ rằng ở nhà cậu đang có việc gì quan trọng lắm nên cũng không hỏi han nhiều. Vi trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày dài chơi đùa cùng đám bạn. Lâu lắm rồi mới tìm lại cảm giác này. Cô lôi tấm hình chụp chung với Cường ra ngắm nghía, mắt rưng rưng. Giá mà anh vẫn ở đây thì tốt biết bao. Nếu có oan ức gì, anh về báo mộng cho em nhé. Vi đánh mắt sang bên ngoài, tiếng chuông gió ngoài cửa sổ vang lên như một lời chấp nhận. Tiếng sấm ì ùng vang lên báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà, bọt bay trắng xóa cả con đường bê tông trải nhựa. Ai nấy đều hấp tấp tìm chỗ trú mưa hoặc cố gắng phi xe thật nhanh để trở về nhà với người thân gia đình. Nhưng ở đâu đó vẫn có người đang hì hục đào xới một thứ gì đó trông vô cùng bí mật. Chớp đánh nhập nhoạng trên bầu trời, một khuôn mặt gian ác hiện ra với nụ cười kỳ dị. Hắn ta vơ từng nắm đất bê bết dính đầy trên tay, ngẩng mặt lên trời mà cười phá lên như điên dại. Mày không về được nữa đâu. Lạ thay, kể từ ngày hôm đó, Vi không hề mơ thấy Cường nữa. Mặc cho ngày nào cô cũng mong mỏi được thấy người bạn trai cũ, nhưng không thể được gặp thêm một lần nữa, dù là trong giấc mơ. Vi tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều, và có lẽ Cường cũng sớm đã đầu thai chuyển kiếp. Vi lấy đó là niềm an ủi, vì nếu vong hồn của Cường còn lưu lạc nơi trần gian, thì còn gì đau khổ hơn. 5 năm sau, tiếng hò reo vỗ tay chúc mừng của mọi người dành cho đôi vợ chồng trẻ. Tiếng nhạc sập sình vang vọng cả một khu, lòng ai nấy đều khấp kha khấp khởi chung vui với cặp đôi trẻ. Trên lễ đường, Minh mặc bộ vest sang trọng, trông rất bảnh bao, rất theo cô dâu của mình, và đó không phải ai khác mà chính là Vi. 5 năm bên cạnh cô chăm sóc, hỏi han, cuối cùng Minh cũng có thể rước cô về làm vợ. Cả hai nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc, nhưng từ sâu thẳm trong ánh mắt của Vi vẫn phản phất một chút buồn bã. Dường như khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài đó, cũng chẳng đủ để xóa nhòa những hình ảnh của Cường trong cô. Những tình cảm, những kỷ niệm như khắc ghi ở trong lòng. Mặc cho bản thân đang là nhân vật chính của lễ đường, nhưng tâm hồn cô cứ như là ở trên mây. Trước đây, cô chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ phải sống trọn đời bên người bạn thuở thanh mai trúc mã này. Dường như đã quá quen thuộc với nhau, nên kể từ ngày nhận lời yêu Minh, cô cũng chẳng lấy làm thích thú vì cả hai đã hiểu nhau quá rõ. Sau những thủ tục rườm rà, thì cả hai dắt nhau xuống bàn ăn của đám bạn. Linh thích thú châm chọc. Đấy, tao nói có sai đâu. Cuối cùng cũng phải ở bên nhau thôi. Biết là Linh đang mỉa mình, nên Vi cũng chẳng kém. Cô chỉ vào chiếc bụng bầu của Linh bĩu môi. Thế hồi trước đứa nào còn dõng dạc tuyên bố gì mà tao mà thích thằng Hùng, tao làm chó các kiểu. Minh đệm thêm. Thì chúng nó có thích đâu, chúng nó chỉ về chung một nhà thôi mà. Cả đám lại cười lên như được mùa. Linh và Hùng nhìn nhau đầy tức tối. Cô véo tay của chồng trách móc. Chính mày quyến rũ tao để bây giờ chúng nó mỉa tao như thế này. Ờ hay, vợ chồng mà cứ mày tao mãi nhở. Anh với em, anh em hiểu chưa hả? Hùng ôm chầm lấy vợ một cách thân mật. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hằn học của cô. Hôm nay không thích gọi thế đấy, làm sao?
lại một trận cười vỡ bụng nữa được tạo nên bởi cặp đôi Tấu Hải. Đúng như cố nhân thường nói, ghét của nào trời trao của đó. Mới đây thôi mà Linh đã có bầu 7 tháng với Hùng. Cả hai về với nhau chung sống hạnh phúc. Cặp của Minh và Vi cũng vậy. Vì gia đình có điều kiện, nên cả hai ở riêng một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Ai ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa ấy. Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến như bao nhiêu câu chuyện cổ tích khác, nhưng không. Lấy nhau được 3 năm mà hai người không có lấy một mụn con nào. Mặc dù chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cứu chữa, nhưng mọi sự cố gắng đều trở thành công cốc. Hai người vì thế mà đâm ra chán nản, không vui vẻ như trước. Vi ơi, Vi đang cùng người giúp việc dọn lại đống bát đĩa trong bếp thì có người gọi vọng lại từ bên ngoài. Nhận ra người quen nên cô nhanh chóng hớn hở chạy ra. Ờ Linh, mày đi đâu thế này? Linh thấy bạn ra thì ôm chầm lấy cô. Gương mặt không giấu nổi niềm vui. Vợ chồng tao mới sang châu Âu chơi một chuyến. Về đây nhớ mày quá nên sang chơi. Đấy, miệng thì lúc nào cũng kêu nghèo mà toàn đi du lịch cả tháng. Cái miệng mày chỉ có nói phét là tải. Linh cười tươi. Nói là một chuyện, chứ làm lại là một chuyện khác. Kiếm được tiền không tiêu thì kiếm làm gì? Cô nhìn bạn của mình, giàu sang là như vậy, nhưng chẳng thấy bao giờ tiêu pha cái gì. Ngay cả cách ăn mặc cũng vậy, vẫn cứ giản dị mộc mạc như ngày nào. Cô chập lưỡi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Mày ý, lúc nào cũng ru rú trong nhà không chịu chăm chút, sống cho bản thân gì cả. Đời mà, sống nay chết mai biết thế nào mà lần. Thế nên sống không vì mình trời chu đất diệt đấy. Thấy cô bạn của mình lại bắt đầu liên thiên nên Vi vội vàng cản lại. Thôi tao xin. Mà mày đi một mình thôi à? Ấy chết. Mày nói tao mới nhớ Cubin vẫn ở trong xe. Nói đoạn, Linh chạy nhanh đến chiếc xe hơi sang trọng của mình bê thốc con trai ra khỏi xe. Nó nhìn thấy Vi thì cười tươi lắm, làm cho cô cũng vui lây. Linh lau những giọt mồ hôi trên trán nói như thể giải thích. Mày nói chuyện nên quên mất cả con. May là tao còn mở kính chắn chứ như vụ Gateway đấy khiếp lắm. Vi cười, cô nhanh chóng ẵm lấy thằng Cubin trên tay của bạn mà không ngừng cưng nựng nó. Đứa trẻ cũng rất ngoan, mới 3 tuổi mà đã tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Vì thế mà bố mẹ nó cũng không phải lo nhiều như những bậc phụ huynh khác. Vi dẫn bạn vào trong, nhìn đứa trẻ nô đùa xung quanh nhà mà lòng cô quặn thắt. Biết bao giờ căn nhà này mới có tiếng trẻ con đây, như nhìn thấu nỗi lòng của bạn, Linh lên tiếng. Mày lại buồn về chuyện sinh nở à? Vi cũng không giấu giếm mà trả lời thật lòng. Ừ, 3 năm rồi mà chẳng có dấu hiệu gì cả. Tao lo quá mày ơi. Thế mày đã đi khám chưa? Khám cả hai vợ chồng rồi, nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả. Linh gãi đầu, nếu không có vấn đề gì thì sao lại không có con được? Cô an ủi bạn. Thôi, mày đừng có sốt ruột làm gì. Người ta còn phải chạy chữa chục năm mới có con, huống chi mày mới 3 năm. Nhưng mà... Vi ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Linh thấy rõ sự lúng túng trong mắt của bạn nên vội tiến lại nắm chặt tay bạn hỏi han. Nhưng gì? Rốt cuộc là mày có chuyện gì? Kể cho tao nghe. Nhỡ tao giúp được thì sao? Vi nhìn bạn, ánh mắt u buồn như sắp khóc. Tao thấy bố mẹ chồng ta ngày càng không thích tao nữa rồi. Lúc nào gặp tao cũng nói đến chuyện con cái, còn mắng tao là gái độc không con, mỉa mai đủ thứ. Linh trợn tròn mắt. Chẳng phải từ trước đến nay hai người đó nổi tiếng là yêu thương, chiều chuộng con dâu hết sức hay sao? Hóa ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cô nghe mà cũng tức thay cho bạn. Thế thằng Minh đâu? Sao lại để mày chịu đựng như thế? Cũng đâu phải do lỗi của mày đâu. Vi nghe đến đây thì bật khóc nức nở, cô úp mặt vào vai bạn mà khóc. Linh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để cho Vi bình tĩnh lại mới hỏi. Mày sao thế? Thằng Minh nó làm gì mày à? Vi rời khỏi bờ vai ướt sũng nước mắt của bạn, mắt đã sưng húp lên, vừa nói vừa nấc lên. Hình như anh ấy có bổ hay sao đó mày. Cái gì? Linh đứng phắt dậy hét lên ngạc nhiên tột độ, khiến cho bà giúp việc ở dưới bếp cũng phải vội vàng chạy lên vì sợ có chuyện gì xảy ra. Sau một chút ngỡ ngàng, Linh mới lấy lại được chút bình tĩnh, cô ngồi xuống nhìn Vi nghiêm nghị. Mày nói rõ cho tao nghe. Khoảng 1 tháng trước, chồng tao đang tắm thì có người gọi điện đến. Tao mới lấy để nghe thì đầu dây bên kia có giọng người con gái vang lên rất nũng nịu. Nó nói gì? Linh vội vàng hỏi lại. Vi ái ngại nhìn bạn một lúc mới kể tiếp. Anh yêu à? Sao nghe máy lâu vậy? Em nhớ anh chết đi được. Linh trợn mắt không tin vào những gì mình đã nghe. Lúc đó tao ngỡ ngàng đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.
nhưng chốc lát thì không biết từ lúc nào Minh đã ra ngoài và giựt lại chiếc điện thoại. Anh ta nghe một lúc rồi nói lớn, nhầm số rồi. Tao gặng hỏi mấy lần thì Minh chỉ bảo là do người ta nhầm số nên đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mày nghĩ xem sao lại nhầm số trùng hợp đến như vậy. Mới cả số người yêu cũng nhầm được thì tao chịu. Vi dừng lại, cô uống cạn cốc nước rồi lấy giọng kể tiếp. Không những thế, Minh còn thường xuyên về muộn, nghe điện thoại cũng toàn ra bên ngoài. Thậm chí có mấy lần tao ngửi thấy cả mùi nước hoa lạ nữa. Linh nghe hết thì máu nóng đã sôi sục, cô nghiến chặt răng gằn lên từng chữ. Mày để đấy tao xử cho. Cả con trà xanh kia nữa, tao cho nó không còn lọn tóc nào mà gặp người ngoài luôn. Biết là Linh có máu nóng trong người, lại vì bạn mà có thể bất chấp làm mọi thứ, nên Vi vội vàng can ngăn. Đó chỉ là tao đoán thôi, chứ chưa chắc đã là sự thật. Điều quan trọng là tao muốn có con cơ. Có con rồi thì muốn dứt ra cũng đâu dễ dàng. Linh bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một lát, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Sau một hồi nói chuyện, mặt cô giãn ra được mấy phần. Tao có bà chị chạy chữa 5 năm mới có con. Bà nãy hỏi thì bà bảo là cầu ở bên thầy năm nào đó, ở Thanh Hóa. Nếu được thì ngày mai tao với mày đi luôn. Ờ, vậy thì tốt quá. Vi vui vẻ ra mặt, cô lắc mạnh tay bạn, như một đứa trẻ mới được quà. Linh nhìn bạn, lắc đầu ngán ngẩm. Nếu mà thằng Minh có bồ thật á, thì mày bỏ vất nó đi, khỏi cần chạy chữa làm gì. Nhưng nói thế thôi, chứ tao cũng không nghĩ một thằng như nó lại có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Thế nên mày cứ an tâm đi nhé. Cảm ơn mày. Vi ôm chầm lấy bạn, cả hai lại cười vui vẻ như trước. Sáng hôm sau, mới 7 giờ mà Linh đã bấm còi in ỏi trước cổng nhà cô. Minh nằm bên cạnh không ngừng cào nhào. Ai mà mới sáng sớm đã gây ồn như vậy không biết. Cậu sờ sang bên cạnh thì chẳng thấy vợ đâu cả, nên vội vàng ngồi dậy tìm kiếm. Thấy Vi áo quần tươm tất chuẩn bị đi đâu đó, cậu lên tiếng hỏi. Em đi đâu vậy? Vi không quay lại mà đáp luôn. Em với Linh đi chơi. Minh cau mày. Từ sau muốn đi đâu thì nói trước với anh một tiếng, chứ đừng có cái kiểu. Nhưng cậu chưa nói hết câu thì Vi đã đưa cặp mắt chẳng mấy vui vẻ nhìn lại. Thế anh đi đâu, có nói cho em biết bao giờ hay không? Em. Vi không thèm đôi co nữa. Cô đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho Minh đang á khẩu ở trong. Cậu toan chạy ra để nói cho ra nhẽ, thì đầu lại đau như búa bổ. Hôm qua làm ăn với đối tác, nhậu đến khuya mới về, nên lúc này đầu óc cứ choáng váng cả đi. Minh đành nhìn qua cánh cửa sổ, ánh mắt đầy tâm sự nhìn theo bóng lưng của Vi đang dần xa. Vi xuống đến nơi thì vội vàng leo lên xe, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Mày bấm còi in ỏi vậy làm phiền hàng xóm xung quanh đấy. Linh hích mũi lên ngó nhìn xung quanh, nhanh nhảo đáp. Làm gì có ai? Chỉ có mụ già như mày mới hay cằn nhằn vậy thôi. Vi vừa thắt dây an toàn vừa hất mặt chỉ sang nhà đối diện. Vi lúc này mới nhận ra những cặp mắt soi mói của đám người đang dành cho mình mà từ nãy đến giờ không để ý. Mày biết họ đang nói gì không? Nói gì? Linh thắc mắc. Vi nhìn cô không nhịn nổi cười. Chắc họ đang nghĩ mày là con điên nào mới trốn trại ra ngoài đấy. Linh véo bạn một cái đau điếng rồi cả hai lại cười phá lên. Linh vừa nổ xe vừa nói. Mày xem có con điên nào xinh như tao không? Đúng là không có mắt nhìn mà. Chiếc xe lao vụt đi trên con đường quốc lộ. Cả hai nói cười vui vẻ, khiến cho quãng đường tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng lại nhanh chóng vô cùng. Khi đến địa bàn xã của vị thầy cũng đã là quá trưa. Cả hai tấp vào một quán cơm vừa là để ăn trưa, vừa là để hỏi thăm nhà thầy. Cô ơi, cho cháu hai suất cơm gà. Có ngay. Khoảng 5 phút sau thì cô chủ quán đã bưng ra hai đĩa cơm gà thơm phức. Cả hai nhìn nhau thèm thuồng rồi không hẹn mà đánh chén sạch sẽ. Dường như với những con người này, dù có đi muôn nơi, thưởng thức biết bao nhiêu mỹ vị cũng chẳng sao ngon bằng hương vị của quê hương Việt Nam. Những món ăn ven đường, những món ăn vặt đường phố đã gắn bó với cuộc đời của họ giống như một thứ không thể rời. Sau khi đã ăn uống no nê, cả hai mới tiến lại trả tiền tiện thể hỏi đường luôn. Cô ơi, cháu trả tiền ạ. Ừ, cô xin. Cô cho cháu hỏi, nhà thầy Năm có gần đây không ạ? Cô chủ quán ăn vội dừng tay, nhìn hai cô gái trẻ hỏi lại. Thầy Năm, hai đứa hỏi nhà thầy Năm làm gì? Linh không muốn tiết lộ nhiều nên chỉ trả lời chung chung. Dạ cháu có chuyện cần nhờ thôi ạ. Cô có biết nhà thầy không ạ? Cô chủ cười lớn. Thầy Năm thì ai chả biết, cháu cứ đi thẳng đường lớn này đến một cây gạo lớn thì quẹp phải. Nhà thầy là nhà hai tầng đầu tiên đấy. Vi nghe cô nói thì thắc mắc. Thầy Năm nổi tiếng lắm hả cô?
Đúng rồi. Người ra người vào cứ phải gọi là nườm nượp ấy. Cả hai nghe cô nói mà cũng thấy vui lây. Nhiều người tin tưởng đến xem như vậy chắc chắn là rất có tài. Cả hai không nói nhiều nữa mà vội lên xe đi luôn. Chỉ 5 phút sau, cả hai đã đến cây gạo mà cô chủ quán ăn ban nãy nói và cũng chỉ cần thêm 2 phút để hai người đến căn nhà 2 tầng màu xanh nổi bật. Quả thật, nếu cô không chỉ thì cả hai cũng dễ dàng nhận ra khi trong sân lẫn cả ngoài đường chật kín người chờ đến lượt. Linh dẫn Vi chen vào lấy số thứ tự, cầm vé trên tay mà cả hai đều đứng. 60. Trời ạ, bao giờ mới đến lượt đây? Linh than ngắn thở dài, biết bao giờ mới đến lượt. Nhưng đã cất công đến đây rồi thì sao lại bỏ về được? Thế nên cả hai đành ngồi đó để đợi. Vi nhìn sang bên cạnh có hai người phụ nữ cũng đang ngồi đợi thì bắt chuyện. Cô ơi, đến số bao nhiêu rồi ạ? Người phụ nữ thở dài. Số 30 rồi cháu. Cô số 45 mà chờ từ hôm qua tới giờ. Vi nhìn Linh, cả hai như tâm linh tương thông. Số 45 mà còn đợi từ hôm qua tới giờ vậy thì số 60 phải đợi đến bao lâu? Cả hai nhìn nhau đầy chán nản. Đang không biết phải làm gì thì một đứa trẻ chạy ra ngoài gọi to. Mời số 31 vào trong ạ. Ngay lập tức, một người đàn ông dẫn theo một đứa trẻ, có lẽ đó là hai bố con. Toan vào trong thì không hiểu sao đứa trẻ bắt đầu la hét dữ dội. Miệng nó gầm gừ như một loài thú dữ, ánh mắt học hẳn khác xa với cặp mắt trong veo của những đứa trẻ cùng tuổi. Hai cô gái ngạc nhiên vì đứa trẻ chỉ trông có khoảng 6 tuổi mà sức mạnh phi thường, một mình nó lại có thể chống lại người đàn ông trung niên vạm vỡ. Từ đằng sau, một người phụ nữ tiến lại khóc lóc giằng co với nó. Con ơi là con, sao con lại ra nông nổi này hả con? Thầy ơi, cứu con tôi với. Thoáng chốc mà cả khoảng sân rộng nháo nhác cả lên, tiếng than khóc, tiếng rì rầm bàn tán vang vọng cả vào trong. Chỉ đến khi có tiếng gậy gõ lên nghe uy nghiêm đến lạ thì mọi người mới chịu dừng lại. Ngay cả đứa trẻ đang vùng vẫy cũng phải im lặng nhìn theo. Từ trong điện, một người đàn ông trung niên bước ra, dáng vẻ uy nghi, ánh mắt thâm trầm nhìn vào đứa trẻ mà quát. Vong hồn to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại còn ở trong điện của ta mà vẫn to gan làm cản. Phải chăng ngươi chán sống rồi? Vi nhìn người đàn ông trung niên đó, nói nhỏ vào tai Linh. Tao tưởng thầy Năm chỉ trị bệnh vô sinh thôi chứ, hóa ra còn có thể nhìn thấy ma quỷ à? Linh không trả lời mà gật đầu nhẹ nhàng. Hóa ra người có dáng vẻ nghiêm nghị kia chẳng phải ai khác mà chính là thầy Năm. Sau khi thầy xuất hiện thì cậu bé kia lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Thầy cất giọng lạnh lùng. Mau vào đây! Thằng bé bất ngờ trở nên hoảng hốt, trên khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thầy thì nó không còn dám trốn chạy nữa mà lặng lẽ đi vào. Mọi người xung quanh đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ai ai cũng tấm tắc khen thầy có tài, cũng không uổng công, họ chờ cả ngày lẫn đêm. Đợi thêm khoảng 30 phút nữa thì hai vợ chồng kia dẫn con ra. Lạ thay thằng bé chạy nhảy nô đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ nó đi đằng sau, vừa cười vừa lau nước mắt. Có lẽ con họ đã phải chịu đựng nhiều điều đau khổ, nên khi thấy con trai trở lại bình thường thì chẳng kiềm được cảm xúc. 9 giờ tối, cậu bé nhỏ ở trong nhà chạy ra thông báo đã đến giờ nghỉ, nên mọi người ráng chờ vào ngày mai. Mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng không ai rời khỏi vị trí cả mà ngồi yên tại chỗ. Vi ngạc nhiên vì thấy ai cũng mang theo chăn chiếu. Có lẽ họ biết trước bản thân sẽ phải qua đêm ở đây nên mới chuẩn bị sẵn như vậy. Linh quan sát, chỉ khoảng 10 số nữa là đến lượt của họ. Chắc trong sáng mai là đến. Hai cô gái trở vào chiếc xe hơi, đồ ăn cũng đã mua sẵn. Sau khi đánh chén no nê thì cả hai đánh một giấc cho đến tận 7 giờ. Tiếng người nói ồn ào khiến cho cả hai tỉnh giấc. Họ ngạc nhiên khi lúc này người đến nhà thầy Năm lại đông như chảy hội. Thế mới thấy tiếng tăm của thầy vang xa đến chừng nào. Linh than thở thay cho vị thầy. Mỗi ngày xem cho bao nhiêu người như thế này thì lấy đâu ra sức mày nhỉ? Ừ, đợi khoảng 3 tiếng thì cuối cùng cũng đến số 60. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong. Ai nấy đều há miệng ngạc nhiên trước sự nghiêm trang của căn điện thờ. Ở bên trong bày không biết bao nhiêu là tượng Phật. Hàng trăm ngọn nến cứ thay nhau cháy bập bùng. Cả không gian chìm vào ánh sáng le lói, khiến cho ai không quen cũng có mấy phần sợ hãi. Đang ngồi ở chính giữa là thầy Nằm. Nhìn hai cô gái mới bước vào, thầy nói từ tốn. Ngồi xuống đi, đến để cầu con đúng không? Cả hai ngạc nhiên vì chưa ai nói gì mà thầy đã đoán trúng phóc. Linh hỏi,
Sao thầy biết ạ? Thầy cười nhếch mép. Đừng hỏi tại sao, cứ nhìn hàng người đang đợi ta xem là biết. Vi lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa thầy, vợ chồng con lấy nhau đã được 3 năm mà chưa có mụn con nào. Xin thầy giúp đỡ ạ. Thầy Năm nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mặt, ánh mắt trầm ngâm suy tư điều gì đó không rõ. Thầy vội vàng đưa tay lên bấm đốt, được một hồi thì lắc đầu chán nản. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Thấy thái độ của thầy như vậy, Vi không khỏi ngạc nhiên, cô vội vàng hỏi lại. Sao vậy ạ? Thầy nói vậy là có ý gì? Thầy Năm nghiêm giọng nói, những điều nói ra khiến cho Linh và Vi không khỏi bàng hoàng. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cô cứ về hỏi chồng cô xem anh ta đã làm những chuyện gì thì khắc rõ. Vi khó hiểu, thầy nói như vậy có nghĩa tất cả đều là do Min hay sao? Nhưng chồng cô đã gây ra chuyện gì để mà hai vợ chồng lại không thể có con? Thầy có thể nói rõ hơn không ạ? Con thật sự không hiểu gì cả. Thầy Năm xua tay. Ta đã nói rồi, hãy về hỏi chồng của cô. Ta không thể tiết lộ thêm được gì cả. Hai người về đi. Biết là chẳng hỏi thêm được gì, nên cả hai đành ngậm ngùi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ra đến cửa điện thì thầy Năm gọi giật lại. Đợi một chút, cả hai quay lại. Ngỡ rằng thầy đã tìm ra cách giúp hai người, nên gương mặt trở nên hí hứng. Nhưng trái lại, thầy chỉ hỏi Vi một câu, khiến cho cô chết sững. Bạn trai cũ của cô đã chết được 8 năm rồi phải không? Nghe đến đây thì Vi biết thầy đang nói đến Cường. Cô gật đầu. Chỉ nghe một tiếng thở dài từ thầy. Ta chỉ có thể nói cho cô biết vong hồn của anh ta sắp trở lại và chồng cô khó lòng có thể trốn thoát. Luật trời là như vậy, luôn song hành giữa nhân và quả. Thôi cô đi đi. Vi toan hỏi gì thêm nhưng đã bị Linh kéo đi. Cả hai đều chẳng hiểu thầy nói gì. Linh bực dọc nói. Chờ cả ngày trời mà nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Gì mà tại thằng Minh, gì mà bạn trai cũ, thật là. Vi trầm ngâm, cô thắt xong dây an toàn, rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang cô bạn của mình. Hay anh Minh có liên quan đến cái chết của Cường không mày? Mày điên à? Mày nói thế chẳng phải đổ cho chồng mày cái tội giết người hay sao? Nhưng mày nghĩ xem, ban nãy thầy nói vong hồn của Cường sắp trở lại và chồng tao khó trốn thoát, nếu không liên quan thì tại sao Minh phải trốn? Linh lúc này không lên tiếng. Cô cũng cảm thấy lạ ở điểm này. Nhưng nếu như thầy nói đúng thì chính Minh là người giết Cường hay sao? Không thể nào, trong mắt của hai người Minh luôn là một người khiêm tốn và tử tế. Đến mổ con gà cũng chẳng dám thì làm sao có gan giết người. Vi chặt lưỡi. Thôi bỏ đi, đến đâu thì tính đến đó. Mày cũng đừng kể cho Minh làm gì cả, cứ để yên đó quan sát xem sao. Tao biết rồi, cả hai trở về nhà của Vi với tâm trạng mệt mỏi. Vừa vào đến nhà thì cả hai đã nhận được ánh mắt như viên đạn của mẹ chồng cô cùng với những lời nói cay nghiệt. Sướng nhỉ, đi chơi từ hôm qua bây giờ mới chịu về để con trai tôi một mình ở nhà không ai chăm sóc. Cô có còn là một người vợ nữa hay không? Vi rụt rè cúi mặt xuống đất trả lời. Con xin lỗi mẹ, con đi có việc à? Mẹ chồng cô cười nhếch mép. Cô thì có việc gì? Suốt ngày ở nhà ăn bám chồng, ngay cả việc sinh con cũng chẳng làm được. Đàn bà như cô đúng là vô tích sự mà. Nếu cảm thấy không được thì ly hôn đi, chứ nhà tôi cần người nối dõi, chứ không cần người con dâu ăn chơi như cô. Vi không đáp, dường như cô đã quá quen với những lời nói ác nghiệt này nên chẳng thèm phản kháng. Nhưng Linh thì khác. Thấy bạn bị bắt nạt, cô không sao có thể chịu đựng được. Cô phải đòi công lý cho bạn. Xin lỗi bác, nhưng bác nói hơi bị quá đáng rồi đấy ạ. Từ ngày làm dâu nhà bác, cái Vi đã được đi chơi đúng nghĩa ngày nào mà bác bảo nó ăn chơi. Còn việc nó ở nhà thì do con trai bác không muốn nó phải vất vả bon chen ngoài xã hội nên mới kêu nó ở nhà. Còn việc sinh con thì ai mà chẳng gấp, nhưng vợ chồng nó cũng đi khám rồi, cả hai không có vấn đề gì cả. Vậy sao bác lại trách bạn cháu vô dụng không biết sinh con? Mẹ chồng Vi đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng tức giận. Không thể ngờ bà lại có ngày bị một đứa đáng tuổi con lên mặt dạy đời như vậy. Bà chỉ tay vào mặt của Linh mà quát. Mày là đứa nào mà dám ăn nói hỗ hào như vậy hả? Chuyện của gia đình tao ai cho mày chen vô? Vi vội vàng níu tay của Linh lại, nhìn Linh lắc đầu ra hiệu, sợ cô bạn lại làm điều không hay ảnh hưởng đến hòa khí, nhưng Linh chẳng còn tâm trí mà để ý. Nói gì chứ cãi nhau thì cô chấp hết. Kể cả người lớn tuổi cũng vậy, họ đối xử với mình ra sao mình đối với họ y vậy. Không thể để họ cậy tuổi cậy tác mà leo lên đầu người khác được. Cháu nói thật với bác,
cái vi bạn cháu hiền nên mới để bác bắt nạt như vậy. Chứ bác ra đường mà xem, bác nói câu đó thì ai mà nghe nổi. Ai đời lại khuyến khích vợ chồng con trai ly hôn bao giờ không? Nói như bác thì bác cần một máy đẻ chứ chẳng cần con dâu đúng không? Mẹ chồng Vi tức đến sôi máu, bà lao lại tát một cái đau điếng vào mặt của Vi, nghiến răng trèo trèo. Cô dẫn đứa bạn trợ búa của mình về để cãi nhau với tôi đấy hả? Đồ con dâu mất nết. Vi ôm mặt khóc nức nở, bà ta còn định tát thêm mấy cái thì đã bị Linh quát lên. Bà làm gì vậy hả? Đừng có mà quá đáng, bà ăn ở sao cho tích đức cho con cháu. Mày, bà định lao vào đánh luôn Linh thì đột nhiên ôm ngực tỏ vẻ đau đớn. Từ ngoài cửa Minh hét lớn, các ngươi làm gì vậy? Rồi chẳng để ai trả lời, cậu đã lao lại chỗ mẹ của mình đang thở gấp gáp. Mẹ sao vậy? Có chuyện gì? Bà ta cố dặn ra mấy giọt nước mắt, giơ tay chỉ về hai cô gái mà nấc lên. Chúng nó. Minh không đợi cho mẹ nói hết câu, đã lừ mắt nhìn hai người đầy tức giận. Hai cô làm gì mẹ tôi vậy hả? Linh vừa đỡ Vi dậy vừa an ủi bạn. Trên mặt của Vi còn in 5 ngón tay đỏ ửng. Nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp của Minh, Linh cũng chẳng kém cạnh mà lên tiếng. Mày nên hỏi, mẹ mày đã làm gì vợ mày mới đúng? Vừa dứt câu thì bà ta lại bắt đầu vở kịch của mình. Bà ta gào khóc lăn lộn trên chiếc sofa mà than trời trách đất. Ôi trời ơi là trời, sao tôi lại khổ như vậy hả trời? Có đứa con dâu chẳng coi mẹ chồng nó ra gì cả. Nghe những lời đó, máu nóng của Minh lại sụp sôi. Chẳng cần suy nghĩ cậu lôi Vi sang một bên quát lớn. Cô đã bỏ đi chơi suốt cả một ngày rồi về còn cãi cả mẹ nữa. Cô nhìn lại bản thân xem có ra dáng một người con dâu không. Minh, mày. Mày im đi, chuyện nhà tao mày can dự vào làm gì, đừng đi quá giới hạn. Linh toan can ngăn nhưng đã bị Minh chặn lại. Vi lúc này chỉ biết ôm mặt khóc. Bao nhiêu bất công, bao nhiêu tủi nhục khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như không thể chịu đựng được nữa, cô hét lên đầy đau khổ. Phải đấy thì sao? Anh nghe lời mẹ anh nói phải không? Vậy anh đi lấy người khác về làm vợ, tôi không cam nổi nữa rồi. Cô... Chẳng để cho Minh nói hết thì Vi đã chạy vụt đi. Linh đưa cặp mắt đầy tức giận nhìn thằng bạn của mình. Mày khiến tao rất thất vọng đấy. Nói đoạn cô chạy vụt theo Vi. Cả hai trở về nhà của Linh với bao ấm ức. Nghe Linh kể hết mọi chuyện, Hùng tức giận trước cách cư xử của thằng bạn rất thân, không thể ngờ nó lại có thể nói những điều như thế. Vi vẫn còn ấm ức nên khóc thút thít mãi không thôi. Linh chỉ biết ở cạnh an ủi bạn. Tối hôm đó, Minh nằm đơn độc một mình. Cậu vắt tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó. Sấm chớp ùm vang lên, làm cho lòng người càng trở nên dạo dực. Cậu nghĩ lại những lời nói không hay của mình chiều nay với vợ, mà cảm thấy hối hận không thôi. Đúng là giận quá mất khôn, làm những điều không mấy hay ho. Minh cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhìn những dòng tin nhắn bản thân gửi cho vợ dài dằng dặc, nhưng không có một câu trả lời thì thở dài chán nản. Cậu suy nghĩ không biết làm sao để sửa sai. Mệt mỏi quá, Minh chìm vào trong giấc ngủ. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, lòng người càng trở nên nặng nề. Mưa rơi như tát nước vào mặt, khiến ai cũng phải trốn tránh. Ấy vậy mà dưới cổng căn biệt thự của Minh lại đang có một bóng hình đăm đăm đứng đó. Ánh mắt đỏ rực hướng lên trên nhìn vào căn phòng của Minh đầy oán hận. Minh à, tao trở về rồi, mày sẽ phải trả giá cho tất cả. Minh mở choàng mắt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dường như cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Ánh chớp lại lóe lên thêm một lần nữa, bóng người biến mất sau cơn mưa như chưa hề xuất hiện. Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa in ỏi làm cho gia đình của Linh phải thức giấc. Linh vươn vai, ngáp lấy ngáp để cũng không quên cằn nhằn. Mới sáng sớm mà không biết ai lại gọi cửa rồi. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Vi đâu, cô vội vàng nhổm dậy thì đã thấy Vi đang đứng bần thần trước cửa sổ. Tò mò Linh chạy đến nhìn theo thì ngạc nhiên vì dưới cổng Minh không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Mày định gặp nó không? Linh ái ngại hỏi Vi. Vi lắc đầu, kéo rèm cửa lại không thèm nhìn nữa. Cô nắm lấy tay Linh, giọng nói pha chút lo âu. Hôm qua tao mơ thấy Cường. 8 năm rồi tao mới thấy anh ấy về. Có điểm gì không mày? Linh nhíu mày nhưng vội vàng trấn an. Chắc mày ám ảnh những gì thầy Năm nói nên mới mơ thấy nó mà thôi. Không có chuyện gì đâu. Phía bên dưới vang lên những tiếng ồn ào. Cả hai vội vàng chạy xuống thì thấy Hùng chống nạnh trước cổng mà chửi. Mày còn đến đây làm gì hả thằng khốn? Mày cho tao gặp Vi, tao có chuyện muốn nói. Nói gì? Nói là mày không cần nó nữa hay là gì?
chuyện đó. Min ấp úng, cậu biết bản thân đã sai khi đã nặng lời với Vi. Cũng vì gia đình chỉ có cậu là con một, nên chuyện con cái cũng là gánh nặng không phải chỉ có Vi, mà chính cậu cũng bị bố mẹ đốc thúc hàng ngày. Linh tiến ra bên ngoài, nhìn vẻ mặt ăn năn của Minh thì gương mặt giãn ra mấy phần, cô cũng không muốn phá vỡ tình cảm vợ chồng họ nên chỉ nói nhẹ nhàng. Vi ở nhà tao mấy hôm, bao giờ nó bình tĩnh lại sẽ về nhà. Mày cứ yên tâm, nó ở thoải mái hơn nhiều ở căn nhà đó. Minh nghe những lời nói đó thì biết dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể gặp được Vi nên chỉ đành ngậm ngùi ra về. Vậy phiền mày chăm sóc cho vợ tao. Linh bước vào trong, thấy Vi đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế sofa thì tiến lại khuấy động không khí. Tí nữa, tao với mày đi mua ít đồ đi. Tao mới học được cách làm bánh này ngon lắm, đảm bảo mày thích mê. Hùng bế thằng Cubin từ trên tầng đi xuống thì cười phá lên. Mày cẩn thận chứ đồ vợ tao nấu còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc đấy. Lần trước mày đặt thử làm đầu bếp xong lửa nó bốc lên suýt cháy cả nhà. Khiếp thật đấy. Đó chỉ là sự cố ngoài mong muốn thôi. Cuối cùng vẫn có đồ để ăn mà. Linh bĩu môi cãi lại. Hùng hỏi đứa con trai đang ngơ ngác trên tay của mình. Đồ mẹ nấu ngon không con? Thằng bé nhìn bố lắc đầu nói tỉnh bơ. Không ngon ạ. Tất cả cười phá lên. Linh vội đến véo má con trách móc. Không ngon mà ngày nào anh cũng đòi tôi làm bánh cho ăn. Con nhỏ mà tinh ranh lắm đấy nhé. Thằng bé bị mẹ chọc nách thì cười phá lên, dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ. Vi thấy cảnh tượng hạnh phúc của vợ chồng cô bạn thân vừa thấy vui, vừa thấy khóe mắt cay cay. Ước gì gia đình cô cũng được như vậy. Linh dường như nhận ra điều đó, cô đưa lại con cho chồng rồi kéo Vi đi. Anh với con ở nhà tí em về nhé. Ok, nhớ mua gà rán nhé, lâu rồi anh không được ăn. Linh phóng thật nhanh trên con đường trải nhựa, vừa nói cô vừa bày trò làm cho Vi vui. Nhưng Vi chẳng nghe lọt được câu nào, cô tựa đầu vào cánh cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài đường. Đến nơi rồi mày! Vi giật mình bởi tiếng gọi của bạn. Lúc này cô mới nhận ra chiếc xe đã dừng từ bao giờ. Đối diện là siêu thị quen thuộc, cả hai nhanh chóng bước vào, tung tăng mua sắm. Đến khu ăn uống thì Linh nhớ ra điều gì đó nên vội vàng nói. Mày ở đây gọi đồ trước đi, tao ra mua ít đồ nữa. Ừ. Vi ngồi xuống, nhìn phần menu chưa kịp chọn đồ thì giật mình bởi bóng người trước mặt. Nhìn quen quá, cô tự nhủ với bản thân, người đàn ông trước mặt có dáng vẻ rất quen nhưng thoáng chốc cô không thể nhớ ra. Bất giác cô đứng dậy đi theo bóng người đó, miệng không tự chủ mà cất tiếng gọi. Anh gì ơi, người phía trước dường như không nghe thấy cô gọi nên không có phản ứng gì. Đột nhiên, người đó quay mặt lại, Vi á khẩu, vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Miệng cô lắp bắp. Cường, trước mặt cô là gương mặt mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ quên. Đó không phải ai khác mà chính là Cường. Gương mặt cậu xanh xao nhìn cô u buồn như muốn nói điều gì đó. Môi cậu mấp máy nhưng Vi không thể nghe thấy điều gì. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng Cường lại quay mặt đi. Cường, anh đi đâu vậy? Cô chạy theo, níu lại cánh tay của cậu. Anh đừng đi. Cô bị sao vậy? Vi ngạc nhiên, mắt trợn tròn khi người đang đối diện với cô không phải là Cường, mà là một thanh niên xa lạ. Anh ta nhìn cô bằng cặp mắt soi mói như gặp một người điên, gương mặt khó chịu tỏ rõ sự không vui. Vi vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Đoạn không để cho anh ta trả lời, thì cô đã ráo rác nhìn xung quanh, mong tìm được dáng hình quen thuộc kia. Lạ thật, rõ ràng mình thấy anh Cường ở đây mà. Mày chạy đi đâu vậy? Đã bảo là đợi ở đó rồi mà, làm tao tìm mãi. Vi đang tìm kiếm xung quanh thì Linh đã chạy tới trách móc, nhưng cô không để ý đến mà vẫn ngó nhìn xung quanh. Thấy lạ nên Linh hỏi. Mày tìm gì vậy? Tao tìm anh Cường. Cường. Linh ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là Cường nào nên nghi hoặc hỏi lại. Cường nào? Sao tao không biết? Vi nhíu mày khó hiểu. Cường chơi chung với chúng mình mà mày không nhớ sao? Người yêu cũ của tao mà. Nói đến đây thì Vi cũng tự cảm thấy điều lạ thường. Chẳng phải Cường đã chết từ 8 năm trước rồi hay sao? Linh nhìn cô không khác gì người từ ngoài hành tinh xuống, cảm tưởng rằng cô bạn của mình đang gặp vấn đề gì đó về tâm lý. Nhưng Linh không nói ra mà vội kéo Vi ra về, vừa đi cô vừa an ủi. Không có gì đâu, chắc mày nhìn nhầm thôi. Dù đã lên xe nhưng Vi vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài, cô mong rằng bản thân sẽ nhìn thấy điều gì đó quen thuộc. Nhưng rồi cô cũng phải thất vọng quay đi.
Trở về nhà của Lin mà tâm trạng của Vi không mấy vui vẻ. Cô cảm thấy trong lòng cứ dạo rực hẳn lên như đang có điều gì đó trông đợi trước mặt. Tối nay thiếu vắng bóng vợ nên Minh chán nản chẳng thèm ăn cơm mà lên thẳng phòng nằm miên man suy nghĩ. Cảm giác nặng nề lan tràn toàn thân. Như muốn giải tỏa áp lực, cậu vơ lấy quần áo chuẩn bị để đi tắm. Dòng nước xối xả lên người như muốn cuốn trôi đi tất cả bao nhiêu mệt mỏi mà cậu đang phải chịu đựng. Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái đó thì Minh giật nảy nhảy lùi ra đằng sau vì bị nước nóng xối vào người. Không hiểu sao ban nãy nước mát lạnh là vậy mà bây giờ lại như nước vừa mới sôi. Cậu xoa suýt vùng da bị dính nước đang bị đỏ ửng lên, bỏng rát rồi tìm cách tắt nguồn nước nhưng nó vẫn cứ xối xuống, không có dấu hiệu chịu tắt. Lạ nhỉ, vòi hỏng hay sao? Minh lẩm bẩm, loay hoay một lúc thì nước lại trở về với trạng thái mát mẻ như ban đầu. Mặc dù vậy, cậu vẫn dè chừng thử nghiệm thêm mấy lần, không nó lại ra nước nóng thì khổ. Thấy mọi chuyện đã ổn, cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Đột nhiên có một mùi gì đó tanh tưởi bốc lên, khiến cho cậu phải bịt mũi nôn khan. Quái gì vậy? Cậu tự mình lầu bầu trong miệng. Mắt vừa kịp mở ra thì đã tá hỏa, vì lúc này thứ cậu ngâm mình không phải là bọt sữa trắng xóa, mà là thứ chất lỏng đỏ rực như màu máu. Và mùi hôi tanh lợm giọng đó cũng phát ra từ chính loại chất lỏng này. Cậu hốt hoảng toan lao dậy thì chợt nhận ra bản thân đã chẳng thể nào nhúc nhích. Người cậu cứ như dính vào thành bồn tắm, không sao dứt ra nổi. Minh cuống quýt vật lộn nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu đành nằm yên đó, chứng kiến tất cả những điều lạ thường xảy ra. Ánh điện bắt đầu chớp tắt, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Minh thấy gì đó đang lồi lên trên mặt nước. Cậu hốt hoảng căng mắt để nhìn xem thứ đó là gì, thì á khẩu. Một nhúm tóc hiện lên trên, ướt sũng toàn chất lỏng màu đỏ. Ngay sau đó là cặp mắt trợn trừng mà cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên. Miệng cậu không ngừng lắp bắp. Cường, sao mày ở đây? Đầu của Cường lúc này đã nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Minh thấy rõ vết thương hằn sâu trên đầu của Cường năm xưa đến nay vẫn không ngừng rỉ máu. Cường nhìn Minh đầy oán hận, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười đầy quái dị. Sao mày giết tao? Sao mày ác thế? Tiếng của Cường vang lên âm u như từ chốn ngục tù vọng về. Mặt Minh tái xanh, cậu không ngừng lắc đầu xua tay. Không phải do tao, là tại mày, là mày. Chưa nói hết câu thì chân của cậu cảm thấy có thứ gì nhơn nhớt đang bám vào. Chỉ trong chốc lát, cả thân người cậu bắt đầu chìm nghỉm xuống mặt nước. Bồn nước không sâu, nhưng lúc này Minh cảm tưởng như mình đang chìm xuống dưới đáy đại dương vậy. Những chất lỏng đó, hay đúng hơn là những dòng máu đặc sệt len lỏi vào khoang miệng lẫn cả tai và mũi, khiến cho cậu không sao chịu đựng nổi, muốn vùng thoát mà cũng không thể rời đi. Minh dường như không thể chịu được nữa, cậu bắt đầu thấy nghẹt thở, miệng không tự chủ mà cứ há ra làm cho cơ thể ngày càng suy kiệt. Kinh khủng hơn nữa là áp sát với mặt của cậu chính là gương mặt hốc hác đầy quái dị của Cường. Những tiếng cười đầy man dở. Mày thấy thế nào hả Minh? Vui không? Hạnh phúc không khi mày cướp đi tất cả của tao? Mày sẽ phải trả giá. Minh lúc này không còn sức đâu để mà đôi co nữa. Cậu cố giãy giụa, mong sao có thể giải thoát bản thân khỏi nơi kinh dị này. Anh Minh, anh làm sao vậy? Một giọng nói ấm áp, quen thuộc cất lên lôi Minh ra khỏi giấc mơ kinh hoàng. Cậu ngồi phát dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh là Vi đang không ngừng lo lắng. Anh mơ thấy ác mộng à? Sao mà hốt hoảng như vậy? Ừ, anh không sao. Minh cố trấn tĩnh bản thân và trả lời điềm đạm nhất có thể. Cậu không muốn trước mặt vợ lại trở thành nhút nhát như vậy. Minh vội làng sang chuyện khác. Em về từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Thấy anh la hét ghê quá nên em gọi dậy. Minh cầm lấy tay của Vi, gương mặt hối lỗi. Anh xin lỗi chuyện hôm trước. Lúc đó anh giận quá nên nói quá lời với em. Đừng giận anh nữa nhé. Vi cười, cô nhìn cậu đầy trìu mến. Cũng có phần lỗi của em mà, nên anh không cần phải để ý gì đâu. Minh mỉm cười, cậu ôm chầm lấy vợ. Dường như cậu đã quên đi những thứ mình đã gặp ban nãy mà đắm chìm vào men say hạnh phúc. Nhưng cậu không biết được rằng Vi đang nhìn cậu bằng cặp mắt vô cùng khó hiểu với những toan tính mà cô đã dự định sẵn. Mong là anh không liên quan gì đến việc đó. Nếu không... Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô trở nên vô cùng thâm độc, sự oán giận lan tràn khắp cơ thể của cô. Ánh điện đã tắt, cả căn biệt thự đều chìm vào trong bóng tối. Rèm cửa bay phất phơ trước gió, ngoài lan can Cường đang đứng đó, chứng kiến vợ chồng của Minh ôm nhau nằm ngủ,
Ánh mắt u buồn bỗng chốc lại trở nên oán giận. Gió thổi ngày càng mạnh, xen vào đó là những tiếng nghiến răng ken két đầy tức giận. Mày sẽ phải trả giá, sớm thôi. Minh ngồi dậy, hướng ánh mắt sang chiếc cửa sổ đã sáng chói ánh mặt trời. Ở bên cạnh, Vi vẫn còn say sưa nằm ngủ. Không biết cậu nghĩ gì nhưng có vẻ đăm chiêu lắm, ánh mắt đôi lúc lại lé lên tia độc ác. Sao nay anh dậy sớm vậy? Vi hỏi khi thấy Minh đã dậy từ bao giờ. Thông thường cậu thức giấc vào 7 giờ sáng, rồi sẽ đến công ty. Vì là sếp nên thời gian không quá gò bó. Minh thở dài, uể oải. Hôm qua ngủ sớm nên nay dậy sớm thôi. Vi im lặng, một lúc sau cô ngập ngừng lên tiếng. Ngày mai là giỗ của Cường em muốn. Nghe nhắc đến tên Cường, Minh liền quay ngoắt lại, thái độ trở nên dữ dằn. 8 năm rồi mà em vẫn không quên được nó à? Vi ngạc nhiên khi không hiểu sao chồng Minh lại gay gắt vì việc đó. Cô vội giải thích. Bạn bè với nhau, đến ngày giỗ của anh ấy em cũng không được nói hay sao? Anh làm gì mà phải cáo như vậy? Minh không nói gì, cậu nhận ra bản thân có hơi phần quá đáng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng. Vậy em muốn làm gì? Em muốn về quê của Cường thắp cho anh ấy nén nhang. Dù gì đã 4 năm rồi chúng ta không về đó. Về làm gì? Lúc nào cũng bị mẹ nó hắt hủi chửi bới, em không thấy mệt mỏi hay sao? Vi trầm ngâm, đúng là lần nào về cũng bị mẹ của Cường tế lên tế xuống. Bà vẫn còn coi Vi là người đã gián tiếp làm cho người con trai độc nhất của mình phải bỏ mạng nơi hoang vu hẻo lánh. Nhưng cũng không thể trách bà được, vì nếu ai ở trong hoàn cảnh của bà, chắc cũng chẳng thể bình tĩnh mà nghĩ thông. Cuộc đời chỉ có nhõn đứa con là điểm tựa, là niềm vui của cuộc sống, thì lại phải chứng kiến cảnh con ra đi tức tưởi như vậy, thì không hận mới là lạ. Huống hồ chi, từ trước đến giờ, bà không hề thích cô nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi bà điều gì. Chỉ mong rằng có thể được bên vong linh của Cường như một lời xin lỗi. Thấy vợ trầm ngâm suy nghĩ, biết là cô lại đang đau buồn nên Minh chỉ biết thở dài, gật đầu đồng ý. Vậy ngày mai gọi cả vợ chồng của thằng Hùng đi nữa. Cũng lâu rồi cả bọn không đi cùng nhau, coi như là một ngày nghỉ vậy. Sáng hôm sau, Minh lái xe chở Vi sang nhà Hùng rồi tất thảy 4 người cùng nhau đi. Linh gửi con cho bên nhà nội trông nên cũng không vướng bận gì. Cô cứ bày ra đủ thứ trò, khiến không gian xe tuy chật hẹp mà lúc nào cũng rộn tiếng cười. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không thể ngờ cô gái trước mặt lại là mẹ một con mà sẽ liên tưởng ngay đến một cô sinh viên nhí nhảnh. Sau một tiếng đi đường thì cũng đã đến nơi, vì Toàn bước vào thì Minh đã cản lại. Hùng hiểu ý nên nói luôn, may để bọn tao vào trước không lại như lần trước, ăn ngay ỷ thiên đồ long chổi vào mặt dở. Vi cười ngượng, Linh véo tay chồng đau điếng, gằn giọng nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Giờ nào rồi mà anh còn đùa? Vậy là Vi đi tít ở đằng sau để cho 3 người còn lại đi trước. Căn nhà sau 4 năm không đến vẫn y chang như vậy. Vẫn chỉ là một căn nhà cấp 4 đơn sơ và có một người mẹ già đơn độc. Bác Hà ơi! Hùng cất tiếng gọi, phải một lúc sau thì bà Hà mới lọ mọ đi ra. Bà nheo cặp mắt đầy vết chân chim ra nhìn thì nhận ra đám bạn năm nào của con trai Cường và tất nhiên là có cả Vi. Ngỡ rằng bà sẽ phản ứng mạnh mẽ như mọi lần khác, nhưng không, bà chỉ cười nhẹ nhàng mà không nói gì. Đám người đến gần hỏi han đủ kiểu, Vi không dám nói gì mà chỉ đứng lặng lặng ở đó. Đến lúc tất cả đã bước vào trong thì cô vẫn đứng lủi thủi một mình ở ngoài cửa. Cháu không vào trong à? Vi ngẩng mặt ngạc nhiên, không ngờ cô lại có ngày nghe được những câu nói thân mật như thế. Tưởng mình nghe nhầm nên cô vẫn chưa bước vào trong, phải đến khi bà Hà gọi thêm lần nữa thì cô mới biết đó là sự thật. Ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên không kém vì sự thay đổi này của bà. Các cháu uống nước đi. Các cháu vẫn nhớ đến ngày giỗ của con trai bác là bác vui lắm rồi, mà còn mang nhiều quà cáp làm chi? Linh cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo đầy xương gió của bà thổ lộ. Đây là trách nhiệm của chúng cháu mà bác. Từng này cũng không làm chúng cháu nghèo đi được. Cô vừa nói vừa cười làm cho bà Hà cũng vui lấy. Đoạn bà nhìn sang Vi, cô đang cúi gằm mặt vân vê đôi tay của mình. Bác xin lỗi vì những năm qua đã đối xử không tốt với cháu. Mấy năm nay bác đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhận ra điều sai của mình. Cháu tha lỗi cho bác nhé. Vi ngẩng mặt lên, mắt đã rưng rưng. Cô nhìn bà bằng cặp mắt trìu mến. Dạ không sao đâu ạ. Dù sao cũng là một phần do lỗi của cháu. Bầu không khí tưởng chừng như căng thẳng nay lại trở nên ấm áp lạ thường.
ai cũng cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Nói chuyện thêm một lúc thì đám của Vi cũng xin phép ra thăm mộ Cường. Con đường dẫn ra nghĩa trang ngập tràn trong ánh nắng. Con đường đất heo hút, chốc chốc có chiếc xe máy đi qua làm cho cát bụi tung cả lên trời, dính đầy trên mái tóc của đám bạn trẻ. Một lúc sau thì cũng đã đến nơi, ngôi mộ nằm lọt thỏm ở một khu, cảm giác vô cùng trơ trọi. Vi và Lin nhanh chóng soạn đồ đặt lên trên mộ, còn hai người đàn ông xắn tay áo thu dọn đống cỏ mọc dại xung quanh đó. Xong xuôi, tất cả đứng xếp hàng ngang trước di ảnh của Cường. Mỗi người đều mang trong mình những tâm trạng riêng. Những nén nhang cứ thế được cắm lên trên bia mộ. Hương tỏa ra khiến cho bầu không gian dường như trở nên ấm áp hơn. Đến lượt của Minh, cậu đứng khá lâu ở đó, ngắm nhìn người bạn thân năm nào giờ đây đã nằm dưới ba tấc đất. Cậu lẩm bẩm những câu cầu nguyện rồi cắm nhẹ que nhang. Đột nhiên bát hương bốc cháy dữ dội, làm cho Minh giật mình phải lui lại ra đằng sau. Những người khác cũng hốt hoảng không kém, muốn dập tắt nhưng không có cách nào khác mà chỉ chờ nó tự tắt. Vi lên tiếng. Tao nghe nói bát hương mà bốc cháy là có điểm. Có khi nào anh Cường vẫn chưa được siêu thoát không chúng mày? Ai nấy cũng đều hoang mang không biết trả lời như thế nào, thì Minh đã đứng phắc dậy cáu bản nói. Lúc nào cũng ma với quỷ, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Nó chết 8 năm rồi không đi siêu thoát, thì còn đội em chết mới đi cùng nhau à? Chẳng để cho ai kịp phản ứng, thì Minh đã vùng vằng bỏ ra bên ngoài. Hùng khó chịu ra mặt. Nhiều lúc thằng này cứ như bị lên cơn ý, không biết đường nào mà lần. Bực cả mình. Vi nhìn theo bóng lưng chồng mà không có chút phản ứng. Đến lúc Linh lay vai thì cô mới chợt tỉnh. Dọn dẹp thôi mày, đứng đần ra đó làm gì? Minh bỏ ra ngoài đường, trời nắng chang chang, khiến cậu phải trú dưới cây bàng khá to ở gần đó. Gương mặt cậu vẫn không ngừng nhăn nhó khó chịu. Cậu ngồi thụp dưới thân cây, đầu ngả ra phía sau nhắm chặt đôi mắt lại để hưởng thụ những làn gió mát. Đúng lúc đó, cậu lại nghe thấy tiếng đất đá va chạm với nhau, hình như có người đang đến gần thì phải. Cậu mở mắt ngó nhìn xung quanh thì thấy đằng xa có người đàn ông đang lầm lũi đi tới, toàn thân đều bịt kín mít. Minh thấy vậy thì bật cười. Cậu chỉ nghe ninja đường phố, chứ cũng chưa thấy người nhà quê ra đường mà cũng phải bịt kín mít như vậy. Lại còn là đàn ông nữa chứ. Cậu tiếp tục nhắm mắt mà không để ý nữa. Tiếng chân ngày càng đến gần và chỉ chốc lát đã dừng hẳn ở chỗ cậu. Không thấy có tiếng chân bước tiếp nên Minh mở choàng mắt thì tá hỏa khi không biết người đàn ông ban nãy đã đứng trước mặt mình bao giờ. Anh đứng đây làm gì? Minh hỏi lớn. Người đàn ông vẫn cứ đứng ở đó mà không chịu trả lời. Minh bực mình đứng dậy toan rời đi thì đã bị tiếng gọi níu lại. Mày không nhớ tao à? Đang sẵn cơn bực mình ban nãy, lại bị người đàn ông xa lạ hỏi câu không thể nào ngu hơn nên cậu quay lại quát lên. Mày là ai? Tao không cần phải biết, nhưng tao biết mày nên vào trại rồi đấy. Người đàn ông kia bật cười, tiếng cười như thống khổ nhưng cũng không kém phần âm lãnh. Vừa mới gặp hôm qua thôi mà mày quên nhanh thật đấy. Người đàn ông dỡ bỏ chiếc mũ cùng với chiếc kính râm để lộ gương mặt quen thuộc của mình. Minh nhảy lùi ra đằng sau miệng lắp bắp. Cường, mày chết rồi cơ mà. Không đúng, mày bị tao yểm mộ rồi, sao có thể thoát ra được? Cường nhếch mép cười. Đúng, nhớ ơn mày mà tao phải bỏ lại mẹ già, bỏ lại tuổi thanh xuân của mình. Sao mày ác thế? Minh ban đầu còn hoảng sợ, nhưng dường như đã quá chai sạn với điều đó, cậu gằn giọng. Đó là những gì mày xứng đáng nhận được khi đã cướp hết tất cả của tao. Mày về để ám tao à? Nằm mơ. Đoạn cậu vùng lên đấm thẳng vào mặt của Cường, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đầy khinh bỉ. Mày quá đáng thương. Minh căm lắm, đè Cường xuống đất mà đánh, máu mồm máu mũi nhây hết lên cả khuôn mặt, nhưng Cường vẫn không có một chút phản kháng. Minh, mày làm gì vậy? Hùng lao lại lôi Minh ra khỏi cuộc chiến, nhưng Minh vẫn không ngừng la hét. Bỏ tao ra, để tao đánh chết nó. Thằng khốn nạn. Mày bình tĩnh đã, làm gì mà đánh người ta như vậy? Phải nói cho rõ ràng ra chứ. Minh thở dốc, giờ đây cũng chẳng còn sức lực mà đấm với đá nữa. Vi và Linh vội chạy lại đỡ người đàn ông kia dậy hỏi han. Anh có làm sao không? Người đàn ông bầm tím cả mặt mày, không hiểu tại sao mình lại bị đánh nên cứ gào miệng lên để làm rõ. Tôi đi đường thấy anh ta nằm dưới gốc cây nên tưởng bị làm sao mới chạy đến xem. Ai ngờ anh ta tỉnh dậy, cứ lẩm bẩm một mình như một kẻ điên rồi lao vào đánh tôi như loài chó dại.
thật không thể hiểu nổi mà. Mình nghe những lời nói kia thì vội vàng nhìn lại. Cậu á khẩu khi nhận ra người bị mình hành hung chẳng phải là người bạn thân đã chết mà là một người vô cùng xa lạ. Cậu ôm đầu đau đớn. Vi vẫn đang ra sức giảng hòa. Chồng em hơi mệt nên đâm ra hành xử không được đúng. Anh rộng lượng mà tha thứ cho anh ấy dùm em. Cô nhìn tôi như thế này mà muốn tha là được à? Nó đánh tôi bầm dập như thế này mà chỉ cần một lời xin lỗi là xong hay sao? Chuyện này, Vi khó xử. Không biết phải giải quyết chuyện này ra sao thì mình đã tiến lại, vứt một chiếc thẻ ngân hàng vào người tên đàn ông kia rồi nói dứt khoát. Từng này chắc cũng đủ mua cho anh mấy chiếc xe để khỏi phải đi bộ. Còn nếu muốn làm to chuyện thì chúng ta ra thỏa. Người đàn ông nghi hoặc nhìn vào chiếc thẻ, mắt sáng lên. Làm sao tao biết trong thẻ có tiền hay không? Mày nghĩ tao là trẻ con à? Mình cười nhếch mép, nhận hay không thì tùy. Đoạn anh dắt tay Vi trở về nhà của Cường. Linh và Cường đi đằng sau rối rít xin lỗi, cũng không quên để lại phương thức liên lạc. Trên đường Vi không ngừng hỏi chồng về nguyên nhân cuộc ẩu đả, nhưng tuyệt nhiên Minh không nói một lời. Về đến nhà của Cường, Minh chào hỏi bà Hà thêm một lát rồi thúc giục cả đám ra về. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu sao Minh lại vội vã như vậy, nhưng Minh không trả lời. Dù không muốn, nhưng tất cả cũng phải chiều theo ý cậu, vì xe thì đi chung mà lại là xe của Minh. Cả bọn ra khỏi nhà thì ngạc nhiên không biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến bao phủ cả bầu trời. Gió cũng đã bắt đầu nổi lên thổi bay những đất cát, khiến cho ai nấy đều phải che mắt che mũi. Cơn mưa nhanh chóng ập đến, nước mưa dính vào người lạnh toát. Linh than thở. Không hiểu sao dạo này mưa nhiều như vậy. Mùa lạnh mà cứ mưa to suốt. Nhìn khung đường trước mặt chẳng thể nhìn rõ quá 10 mét, Hùng đề nghị. Mưa to thế này đi xe không an toàn đâu. Tốt nhất là nên đợi ở đây bao giờ tạnh thì đi. Không được, Minh lập tức phản bác. Linh khó chịu, mày làm gì mà lúc nào cũng gắt gỏng như thế? Ở đây thì mày chết à? Minh không sao có thể giải thích được. Có khi ở đây thì cậu chết thật chứ không phải đùa. Nhưng làm sao mà có thể giải thích cho mọi người hiểu được? Chẳng lẽ lại bảo đang bị hồn ma của Cường ám hay sao? Vậy cũng được, nhưng tạnh mưa là phải về ngay đấy. Bà Hà thấy đám người vẫn chưa về thì hiểu ý. Bà lụ khụ ho lên vài tiếng rồi cất lời. Đúng rồi, ở đây ăn cơm với bác một bữa. Lâu lắm rồi căn nhà này mới đông vui như vậy. Nghe những lời bà nói, ai nấy đều ngậm ngùi. Nếu đổi lại là họ, phải sống một mình đơn độc bao nhiêu năm nay, không điện thoại, không wifi thì quả thực rất chán. Cũng không muốn làm phật lòng bà, nên mọi người nhanh chóng trở lại vào trong. Linh và Vi xuống bếp phụ bà nấu nướng. Thức ăn nhanh chóng được bày biện ở trên bàn. Tất thảy 5 người cùng nhau nói chuyện, còn Minh, đôi lúc anh lại nhìn ra bên ngoài mong trời nhanh chóng tạnh mưa để có thể về nhà tìm cách giải quyết. Trong đầu cậu đang nghĩ đến một nhân vật, một vị thầy mo năm xưa đã giúp cậu yểm mộ của Cường. Lúc này không nghi ngờ gì thêm nữa, cậu chắc chắn rằng Cường đã thoát khỏi bùa yểm và đang trở lại báo thù kẻ năm xưa đã giết hại mình. Đồ ăn không ngon hay sao mà cháu không ăn vậy? Minh giật mình, vội vàng lắc đầu. Dạ không, cháu đang nghĩ một vài chuyện thôi ạ. Nhưng trái với những mong muốn của mình, mưa mỗi lúc lại càng to. Họ chỉ biết ngồi đó để đợi, nhưng đến tối vẫn chưa thể ra về nên đành làm phiền bà Hà thêm lần nữa. Nhà chật hẹp nên chỉ có 2 phòng thôi nên các cháu thông cảm. Bà Hà ái ngại nhìn đám người trẻ tuổi. Vi vội nói, không sao đâu ạ. Bọn cháu cũng không đòi hỏi gì đâu, làm phiền bác như vậy chúng cháu cũng ngại lắm. Vậy là 2 người đàn ông ở chung một phòng, còn 3 người còn lại ngủ chung với nhau. Vì lạ nhà lạ cửa nên Minh trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh thì Hùng đã ngủ từ bao giờ. Ngực cậu phập phồng với những tiếng gáy khe khẽ phát ra. Minh cố chợp mắt dần dần cũng chìm vào trong giấc ngủ. Khung cảnh trước mặt bắt đầu thay đổi. Trước mặt Minh không còn là căn nhà đơn sơ của bà Hà nữa, mà là khung cảnh rừng núi khá quen thuộc. Những bậc thang dẫn lên trên với một nhóm 5 người đang cùng nhau nói chuyện, những giọng nói quen thuộc vang lên, Minh giật mình nhận ra bản thân của 8 năm trước. Tinh thần của cậu trở nên hoang mang. Chẳng phải đây là ngọn núi năm xưa cả bọn rủ nhau lên cắm trại hay sao? Tại sao mình lại ở đây? Minh cứ ngỡ bản thân đang mơ, cậu véo má véo tay của mình, toàn thân cảm thấy đau đớn, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Không còn cách nào khác, cậu tò mò đi theo đám người.
những khung cảnh quen thuộc hiện ra khiến cho bản thân cậu cũng trở nên bồi hồi. Và thêm một lần nữa, cậu chứng kiến đêm định mệnh mà chính cậu đã cướp đi sinh mạng của Cường. Khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, Cường bỗng thức dậy, cậu lay người Minh rồi thì thầm: "Mày ra ngoài, tao muốn nói chuyện." Minh dụi mắt, không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. Vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng nên Cường và Minh đi khá xa. "Có chuyện gì mà đêm hôm mày gọi tao vậy?" Minh lên tiếng hỏi. Cường im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Mày thích Vi đúng không?" Minh lúng túng vội vàng chối ngay: "Sao mày lại nói vậy?" "Mày đừng giấu nữa, ánh mắt của mày đã nói lên tất cả. Tao không muốn mày cứ suốt ngày nhìn chăm chăm người yêu tao như vậy. Khó chịu lắm." "Tao không hiểu mày nói gì cả. Mày..." Minh chưa nói hết câu thì Cường đã cắt ngang: "Tùy mày, nhưng đừng có để tao nhìn thấy dáng vẻ đó của mày nữa." "Không hay đâu." Ánh mắt Minh bất thần trở nên oáng giận. Cường là ai mà lại có thể lên mặt dạy đời cậu như vậy? Cậu với Vi là thanh mai trúc mã, biết nhau từ hồi còn cắp sách tới trường. Tình cảm của cậu dành cho Vi ai cũng biết. Tưởng chừng sẽ có một kết cục viên mãn thì Cường lại xuất hiện cướp đi tất cả của Minh. Từ sự yêu mến của bạn bè lẫn cả người con gái cậu yêu. Càng nghĩ Minh lại càng tức giận, rốt cuộc thì cậu kém Cường ở điểm gì mới được? Tại sao một kẻ nghèo hèn chẳng có tiền đồ như Cường lại có thể vượt mặt cậu? Nhìn theo bóng lưng của Cường, Minh bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cậu căm hờn lẩm bẩm trong miệng: "Tao không có thì mày cũng đừng hòng mà có được. Nếu mày chết thì tất cả sẽ quay lại như cũ." Minh tiến gần đến người bạn của mình hơn. Cường lúc này vẫn ung dung đi phía trước, mà không biết rằng ở phía sau đang có nguy hiểm rình rập. Đến lúc cậu nhận ra thì cũng đã quá muộn. Một lực đẩy từ đằng sau làm cho cậu mất đà mà lao xuống sườn núi. Cường chỉ kịp á lên một tiếng rồi cả thân người đổ gục. Minh đứng ở trên trơ trơ nhìn người bạn lâu năm của mình lăn xuống dưới. Ánh mắt oán giận đã vơi đi phần nào. "Đó là cái giá mày phải trả." Minh toan trở về thì đột nhiên đứng lại. Đã làm thì phải làm cho chót. Cậu nhìn xuống bên dưới, nhưng chỉ là khoảng không tối om. Cậu tìm cách leo xuống và khi đến nơi thì thấy Cường đang nằm thoi thóp ở đó. Toàn thân cậu chi chít vết thương, đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy máu. Có lẽ là do va đập với những hòn đá khi bị đẩy ngã xuống đây. Cường thấy Minh thì vươn cánh tay ra như cầu cứu, nhưng cậu đâu ngờ rằng chính người trước mặt lại là kẻ muốn giết mình. "Mày thấy thế nào?" Minh cất giọng, tiếng nói lạnh lùng vô cảm. Cường trợn mắt, hơi thở đã trở nên yếu ớt, nhưng vẫn cố thều thào ra mấy câu: "Mày, mày." Cường cười lên man rợ như những tên biến thái. Cậu áp sát mặt mình vào gương mặt đầy máu me của Cường mà nhếch mép: "Đây là những gì mày xứng đáng phải nhận khi dám vượt mặt tao. Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Thật là nực cười." Đoạn cậu đứng dậy, dí chân lên bàn tay của Cường. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận, cậu đều trút hết lên người bạn đang nằm lên lết trên mặt đất. Cường đau đớn muốn hét lên nhưng toàn thân không còn sức lực, cả người cứ như đang bị trăm ngàn cây kim đâm vào da thịt. Minh dường như đã vơi được cơn giận, cậu quay mặt đi bỏ lại bạn của mình đang thoi thóp nằm ở dưới đó. Cường dùng hết sức lực gào lên: "Tao có thành ma cũng sẽ không tha cho mày đâu." Minh quay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Tao sẽ chờ." Chứng kiến lại những cảnh tượng kinh khủng năm xưa mà bản thân đã làm, Minh không một chút hối hận. Thậm chí cậu còn thầm trách bản thân sao lại không hành hạ Cường thêm một chút cho thỏa cơn giận. Cậu tiến lại chỗ xác của Cường, nhìn cậu căm hờn: "Cuối cùng thì Vi cũng đã trở thành vợ của tao. Đó là lẽ hiển nhiên, mày hiểu chứ?" Minh toàn quay đi thì đột nhiên có một bàn tay níu chặt chân cậu lại. Minh hốt hoảng nhìn xuống gương mặt kinh tởm của Cường: "Mày! Sao có thể?" Cường đứng dậy, cổ nghẹo hẳn sang một bên, khuỷu tay lật hẳn ra đằng sau. Cậu nhe hàm răng đã nhuộm đỏ màu máu của mình ra cười: "Tao đã nói rồi, có thành ma tao cũng không tha cho mày đâu." Đoạn cậu tiến lại, mùi hôi thối bốc lên như xác chết lâu ngày, khiến cho Minh lợm giọng. Cậu trợn mắt nhìn thi thể khô khốc trước mặt đang lại gần mà không sao có thể chạy trốn. Cả không gian như cô đọng lại, chỉ có xác chết trước mặt vẫn đang không ngừng di chuyển vặn vẹo. Tiếng xương răng rắc vang lên nghe đến gai người, mặt Minh đã cắt không còn một giọt máu. Cường để gương mặt của mình đối diện với Minh, cất tiếng hỏi: "Mày thấy sao?" Minh á khẩu không nói lên lời. Cậu thấy rõ những con ròi bọ đang lồm ngồm từ miệng của Cường bò sang cậu. Chúng nhung nhúc bò lên gương mặt,
chui vào cả mũi và cả lỗ tai. Minh cố gắng đưa bàn tay gỡ hết chúng xuống, nhưng số lượng quá đông, cứ con này rơi ra thì con khác lại bò vào. Chẳng mấy chốc mà chúng đã che kín cả người, chúng gặm nhấm cơ thể của cậu, cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Cường chứng kiến tất cả, cậu cười lên man dở, bàn tay khô khốc, chỉ còn da bọc xương, vươn ra đẩy nhẹ. Minh trợn mắt nhìn theo, chỉ cảm nhận được bản thân đang từ từ rơi xuống rồi bừng tỉnh. Dưới màn đêm, mưa vẫn không ngừng rơi, tất cả đều đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có Minh là đang thu người vào một góc không ngừng run rẩy. Cậu không dám ngủ vì sợ sẽ phải gặp Cường thêm một lần nữa. Minh lẩm bẩm, rõ ràng là mình đã thuê người yểm mộ nó rồi, tại sao nó lại có thể quay về được? Trở lại với 8 năm trước, sau khi Cường mất, không chỉ có Vi mà Minh ngày nào cũng bị Cường hiện hồn về ám ảnh, đến nỗi cậu phải dùng thuốc an thần nhưng cũng không có tác dụng là bao. Ngay cả bọn về nhà Linh chơi, không chỉ Hùng mà bản thân cậu cũng biết rằng đang có người đứng trước cổng nhà. Hơn ai hết, Minh nhận ra đó chính là Cường. Lâu ngày không thể chịu đựng được nữa, Minh tìm hiểu khắp nơi và quyết định lên vùng núi tìm một thầy mo có tiếng ở trên đó để giúp mình yểm bùa làm cho Cường không thể quay về được nữa. Thầy mo kia thấy đống tiền trước mặt thì mắt sáng lên, cuối cùng lương tâm cũng chẳng thể thắng được những của cải vật chất tầm thường. Lão đưa cho Minh một lá bùa. Chôn lá bùa này ở mộ của nó, nhanh thì chục năm, chậm thì 15 năm, vong hồn nó sẽ bị tiêu tán. Minh khẽ giật mình vì cậu chỉ muốn giam giữ linh hồn của Cường để cho cậu không thể quay về mà ám Minh được nữa. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng nhận lá bùa đó. Lão thầy mo lên tiếng, lá bùa này chỉ có hiệu nghiệm khi ta còn sống, phải dùng rất nhiều công sức mới có thể duy trì được. Mình nghe đến đây thì biết là lão lại vòi thêm tiền nên cười khinh một cái, rồi vứt một cọc tiền lên trên bàn. Thế này đã đủ cho lão chưa? Nếu thiếu thì cứ gọi, nhưng nhớ một điều, nếu không hiệu quả như lời lão nói, thì hậu quả lão tự biết. Lão thầy ôm mấy cục tiền lên tay hít lấy hít để đầy thỏa mãn. Cậu yên tâm, bùa tôi làm luôn hiệu quả. Ngay đêm hôm đó, dù giông bão nhưng Minh vẫn ra mộ của Cường để thực hiện mưu đồ của mình. Quả là từ ngày hôm đó, Minh không còn thấy Cường trở về nữa. Cậu thanh thản sống trong cuộc đời giàu sang của mình mà không một chút hối lỗi nào. Minh nghĩ lại, lúc này chỉ có thầy mo kia mới có thể giúp được cho cậu. Minh vùng dậy, không thể để yên như vậy được. Cậu khoác vội chiếc áo rồi lao ra xe. Mặc cho mưa gió nhưng cậu vẫn cứ phi thật nhanh. Con đường lên núi đầy trắc trở nhưng cũng không thể cản nổi ý chí của cậu. Minh đội mưa gõ cửa một căn nhà sàn gọi lớn. Thầy mo ơi thầy mo. Từ bên trong một cậu thanh niên đi ra ngáp ngắn ngáp dài. 4 giờ sáng mà anh gọi cái gì? Tìm ai? Toàn thân Minh ướt như chuột lột, giọng nói đã run rẩy. Tôi tìm thầy mo. Thầy mo chết rồi. Lão bị ung thư không qua khỏi nên chết từ tháng trước rồi. Người thanh niên nói xong thì đóng sầm cánh cửa mà không thèm để ý đến gương mặt đã tái xanh của Minh. Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai khiến cho Minh bất thần mà ngồi sụp dưới đất để lấy lại bình tĩnh. Tiếng gió rít qua lỗ tai, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể. Cậu thất thần đứng dậy lững thững đi ra xe. Nó chết rồi, mày cũng nên đi theo nó thôi. Minh không tự chủ mà hét toáng lên. Cậu bo đầu lại run sợ, dường như cái chết chẳng thể nào tránh khỏi. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cậu e dè mở mắt nhìn ra đằng sau nhưng hoàn toàn không có gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh lúng túng rút ra. Người gọi đến là Vi. Alo, anh đi đâu vậy? Sáng sớm dậy mà không thấy anh đâu. Minh vuốt đống nước trên mặt xuống, cố trả lời bằng cách bình thản nhất. Công ty có chút việc nên anh về trước. Chiều anh xuống đó nhé. Vậy cũng được, nhưng có chuyện gì quan trọng lắm hả anh? Không sao, anh giải quyết được rồi, em đừng lo nhé. Minh cúp máy, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đã không còn âm u như trước, mà có những tia nắng đã bắt đầu len lỏi chiếu xuống mặt đường. Trong lòng cậu trở nên ấm áp hơn hẳn. Minh ngả người ra đằng sau, muốn thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Có một mùi tanh tưởi bốc lên từ đâu đó. Minh căng mắt tìm kiếm và sợ hãi khi thấy đống máu đang bê bết trên hàng ghế đằng sau. Minh luống cuống vội vàng nổ xe. Cậu không muốn ở một mình, cậu sợ cảm giác trống vắng ở nơi đó và hơn hết là sợ Cường sẽ tìm đến cậu. Minh muốn ở bên cạnh Vi
để hưởng thụ hơi ấm từ người của cô. Cậu cứ thế phi thật nhanh, hướng về nhà của Cường. Cậu không muốn còn bất cứ mối liên hệ nào với Cường nữa. Thầy này chết thì còn thầy khác. Mình đã có gan làm một lần thì còn sợ cái gì nữa. Tiếng phanh xe vang lên rộn cả con đường. Do quán tính nên Minh đập đầu luôn vào chiếc vô lăng. Anh đau đớn nhìn con đường trước mặt. Không hiểu ai lại vô ý thức, không nhìn đường mà cứ băng băng chạy qua như vậy. Nếu không phải Minh dừng xe kịp thì đã có án mạng xảy ra rồi. Cậu tức giận mở cửa xe ra ngoài, vừa ôm đầu vừa chửi bới. Mày muốn chết à? Muốn chết thì đâm đầu vào cột điện mà chết. Người kia lồm cồm bò dậy, trên đầu chảy ra những dòng máu đỏ tanh tưởi. Cậu ta cười. Tao chết rồi còn đâu? Mày giết tao rồi mà. Minh hốt hoảng vội chui vào trong xe vì nhận ra đó không phải ai khác mà chính là Cường. Cậu ta đang đứng ngay trước đầu mũi xe, cười lên to toét. Minh sợ hãi, run rẩy trong khoang xe không dám nhìn ra ngoài. Nhưng rồi cậu ngẩng mặt lên, đầu tóc bù xù không ra dáng một thiếu gia tài phiệt. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt kinh dị của Cường Văn Xin. Mày chết rồi, cũng không thể nào sống được nữa. Mày tha cho tao đi. Nghe được những lời đó, Cường cười phá lên. Cậu đứng trước mũi xe cười đau khổ. Vậy tại sao mày không nghĩ sẽ tha cho tao? Sao mày lại giết tao? Mày còn vui lắm cơ mà. Mày sẽ phải trả giá. Biết là giờ bản thân có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quá khứ và luật nhân quả trên đời cũng không tha một ai. Minh nghiến răng ken két, ánh mắt trở nên oán độc. Đã vậy thì tao giết hết. Giết. Giết. Minh như hóa giải, cậu nổ xe nhắm thẳng phía trước mà lao tới toan chèn chết Cường. Tốc độ quá nhanh khiến cho chiếc xe mất kiểm soát. Đến khi Minh kịp nhận ra thì đã quá muộn, phanh xe không hiểu sao lại chẳng hoạt động. Cả người và xe cứ thế mà tông thẳng vào cột điện ven đường. Chỉ trong chốc lát cả chiếc xe bùng cháy, Minh chới với ở bên trong cố lê thân người ra khỏi ngọn lửa dữ. Ánh mắt tuyệt vọng cầu mong cánh tay của ai đó cứu vớt. Vong hồn của Cường đứng đằng xa nhìn cậu bằng ánh mắt âm lãnh. Cuối cùng, kẻ ác cũng sẽ phải trả giá. Vi đang ngồi nói chuyện với bà Hà thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gương mặt vui vẻ trở nên hốt hoảng. Sao cơ? Vi đau khổ bước vào nhà xác, lật màn che ra, cô đau đớn khóc nấc lên nghẹn ngào. Xác của Minh đã cháy đen, khó lòng có thể nhận ra. Đám tang của Minh được tổ chức long trọng lắm, người viếng người đưa đông đúc. Vi khóc vật vã trước quan tài của chồng, mới đây thôi mà đã ra người thiên cổ. Đột nhiên cô nhìn ra ngoài cổng, hai bóng hình quen thuộc đang lầm lũi đứng đó nhìn cô. Đó là gương mặt máu me của Cường và cả thân hình đen thui của chồng cô. Cả hai nhìn Vi mỉm cười. Minh lên tiếng. Anh đã phải trả giá rồi. Em sống tốt nhé. Vi nghẹn ngào, cố với tay níu giữ hai người nhưng chẳng thể. Tầm nhìn của cô nhòa đi trong nước mắt. Hai người đàn ông trong cuộc đời cô cũng ngoảnh mặt bỏ đi. Sau ngày hôm đó, Vi lên chùa đi tu mặc cho gia đình ra sức ngăn cản. Cô thấy bản thân có lỗi khi vì mình mà hai người đã phải bỏ mạng. Chỉ có nơi cửa Phật mới có thể khiến cho tâm trí cô trở nên thanh tĩnh. Và cũng chỉ có nơi đó mới khiến cô cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này để đón xem nhiều video mới từ kênh nhé. Và cũng đừng quên ấn theo dõi trang tác giả nha. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.